Xin chào anh chị, 115 anh chị có mặt trong phòng Zoom. Cả nhà Chào chị. nhà mình gọi đệ nhị thân và ban cán sự nhà mình làm công tác điểm danh. Vâng ạ. Và bây giờ em xin mời cả nhà cùng thực hiện văn hóa nhé. Nhà mình thực hiện văn hóa 4S, văn hóa buổi học. Hôm nay nhà mình có một chủ đề, đó là chủ đề về dạy con theo giáo giáo dục theo nhân quả do chị Thu Ba chia sẻ. Và sau đó nhà mình sẽ được vào phòng Zoom chia sẻ, tức là vào phòng Zoom nhỏ, hai nhà một phòng. Đó, nhà mình sẽ có hai nhà một phòng để nhà mình có thể chia sẻ. Tiếp theo đó là phần hỏi đáp cuối cùng của chị Minh Hảo đối với cả nhà mình. Thì sau đây em xin mời cả nhà cùng thực hiện review văn hóa 4S. Đầu tiên đó là văn hóa của sổ bút. Thứ hai đó là văn hóa của sự hiện diện. Cả nhà nhà mình có thể bật cam và tập trung trong giờ học. Văn hóa ba là văn hóa sẵn sàng, đúng giờ về, đúng giờ vào học và đúng giờ về. Em thấy là 120 anh chị rồi đó, con số đang tăng dần lên. Tiếp theo là văn hóa của sự cam kết ạ, là mình đã đi xong văn hóa của buổi học ngày hôm nay. Tiếp theo em xin mời cả nhà mình cùng thực hiện nghi thức ba lời thề tâm. Em xin mời cả nhà mình chuẩn bị chỗ ngồi ạ, rồi chuẩn bị tư thế để mình thực hiện nghi thức ba lời thề thứ tâm ạ. Em xin mời cả nhà cùng sẵn sàng ạ, bắt đầu. Ba lời thề từ tâm của các chiến binh. Hãy đặt tay lên tim mình và đọc rõ. Ngay lúc này, ta lại chỉ lên tâm với chính xác nguyện ba lời thề từ tâm. Một, học tập suốt đời lấy tự học làm sự nghiệp. 2. Phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người và giúp mình. 3. Trung thực đến tận cùng, lấy hiểu mình để sửa mình. Xin thề. Dạ, em chào cả nhà mình. Và con số lên tới 130 anh chị rồi. Và sau đây để không mất nhiều thời gian với cả nhà, bởi vì sẽ có nội dung khá là dài ở phía sau, thì em xin mời chị Thu Ba sẽ chia sẻ về chủ đề đó là giáo dục theo duy nhân quả. Không biết chị Thu Ba vào phòng Zoom mình chưa ạ? Chị vào rồi Zoom nhé. Dạ vâng, em xin mời chị. Rồi. Em Thứ Ba xin chào tất cả các ba mẹ có mặt trong phòng Zoom. Ngày hôm nay đó là buổi thứ bảy của chúng ta. Vậy là chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Mới ngày nào còn khai giảng. Và ngày hôm nay thì ba mẹ chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Và bản chất của cái buổi ngày hôm nay đó là giáo dục con theo tư duy nhân quả, thì thực chất là
Ngay từ những ngày đầu tiên ạ, ngay từ những ngày đầu tiên em Thu Ba cũng đã chia sẻ với ba mẹ về tư duy nhân quả rồi. Thì ngày hôm nay sẽ chia sẻ sâu hơn về như thế nào là giáo dục theo tư duy nhân quả. Trước khi mà vào cái bài ngày hôm nay ạ, thì chúng ta sẽ cùng ôn lại một xíu cái buổi học ngày hôm trước. Buổi học ngày hôm trước đó là giáo dục con với sự hay biết ấy ạ. Thì có một cái hình ảnh mà em Thu Ba có dùng trong cái việc giáo dục, đó là khi mà có một cái việc gì đó, hành vi nào đó sai thì sao ạ? Thì được ví như hình ảnh của cái gì ạ? Ba mẹ còn nhớ không ạ? Chúng ta hãy cùng gõ xuống ô chat đi ạ. Rồi, chị rất là nhanh ạ. Chị Phước có nói là đám cháy ạ. Rất là chính xác ạ. Khi cái hành vi của con ấy ạ được ở cái buổi trước, ở cái slide trước đó là sao ạ? Chúng ta cùng ví như là một cái đám cháy. Và thường ạ, chúng ta sẽ như thế nào ạ? Khi có cái hành vi sai thì bắt đầu chúng ta mới có hình phạt đúng không ba mẹ? Đấy ạ. Và thường là nếu như khi có một cái hành vi sai thì sao ạ? Thì chúng ta có một cái hình phạt. Đó. Và hình phạt đó có thể là những lời nói, có thể là những trận đòn, và thậm chí là chúng ta biết được rằng là nếu như sao ạ, nếu như mà chắc chắn là bây giờ trong số tất cả các anh chị ngồi đây sẽ có những anh chị vẫn lớn lên bằng cái đòn roi của ba mẹ và có những cái dấu ấn, những cái ấn tượng rất rất là đến thời điểm này chúng ta vẫn còn nhớ đến những cái trận đòn roi của ba mẹ. Nếu như mà anh chị nào mà chúng ta thực sự là chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta nhớ đến những cái trận đòn roi đó thì chúng ta có thể gõ xuống số 1 ạ. Hoặc là ở đây có những anh chị nào may mắn hơn mà chúng ta lớn lên không cần sự không có những cái trận đòn roi của ba mẹ mà chúng ta vẫn trưởng thành ạ. Chúng ta có thể gõ xuống số 0 ạ. Dạ, để em xem là trong nhà mình có nhiều anh chị hay nhiều ba mẹ là không không bị đòn roi không ạ? Có anh Kiên ạ. Rồi có chị Chín. Là coi như là chúng ta lớn lên mà chúng ta không bị ba mẹ đánh đòn đúng không ạ? Cũng khá khá nhiều số 0 ấy ạ. Vậy là sao ạ? Ở đây trong này cũng thấy đó là có những anh chị là ngoài cái việc là chị Sinh nói là em có mà rất ít. Tức là sao ạ? Ngoài những việc mà chúng ta lớn lên không do những cái trận đòn roi của ba mẹ thì sao ạ? Thì chúng ta vẫn trưởng thành một cách tốt. Đấy, tại sao ngày hôm nay ạ, giáo dục theo tư duy nhân quả mà ngay từ lúc mở đầu mà em Thu Ba lại nói về cái việc là đòn roi ở đây. Đó, thì anh Hậu có thể chiếu giúp em cái video này không ạ? Trước khi chúng ta vào bài, chúng ta sẽ phân tích một xíu là tại sao lại cần có cái điều này. Rồi chúng ta sẽ cùng tập trung xem cái video này nha. Recently, there was a massive, massive research which is called Adverse Childhood Experience. When children have something called adverse experience, not only one or two, but many, it makes the brain not function well. It does not allow brain to develop normally. Bây giờ có học nghiêm túc hay không? Một là học, hai là nghỉ luôn, không học bất cứ một cái gì nữa, thôi hẳn luôn. Chính cha mẹ chính của đài VTV thì cha mẹ muốn xem đầy đủ 7 cái tập đó thì chúng ta có thể lên YouTube, chúng ta có thể tìm. Cái tập vừa nãy chúng ta xem đó là tập 1 có nói về những đứa trẻ bị tổn thương thời thơ ấu ạ. Thì trong clip đấy ngài Petro có nói về cái việc đó là có những cái đứa trẻ trải nghiệm
tổn thương thời thơ ấu, hay nói cách khác là nó lớn lên trong cái những cái đòn roi cũng như là những cái lời gọi là những cái lời nói, những cái lời xúc phạm rồi những cái lời mắng nhiếc của cha mẹ và trở thành những cái tổn thương thời thơ ấu. Đặc điểm trong những cái giai đoạn từ 0 đến 10 tuổi là cái giai đoạn mà não bộ của trẻ em, người ta hay nói là thời điểm vàng ấy ạ. Thì não bộ của trẻ em lúc này, một số sách thì nó sẽ nói là từ 0 đến 6 tuổi là nó gần như là nó có nó ba mẹ có thể hiểu rõ hơn, đó là ví dụ nếu như não bộ trẻ em lúc đó được ví như một căn nhà, và chúng ta thường thấy là căn nhà thì thường thường là sẽ sao ạ? Sẽ có cửa, đúng không ạ? Thì nếu như mà não bộ trẻ con lúc đấy được ví như là một căn nhà không có cửa, tức là nó sẽ sao chép và bắt chước một gần như 100% những gì chúng chứng kiến, những gì chúng trải nghiệm qua. Đó, đó là lý giải tại sao là ví dụ như nếu như chúng ta, bản thân chúng ta là ba mẹ, chúng ta rất ghét cái việc đó là từ bé chúng ta đã bị ba hoặc mẹ đánh, hoặc là bị ba và mẹ mắng nhiếc thì sao, thì chúng ta không không thích cái điều đó. Nhưng rõ ràng là khi mà lớn lên chúng ta có con này rồi, là có con thì chúng ta lại sao chép nguyên cái đức tính đó của ba hoặc là mẹ, chúng ta cũng mắng nhiếc con, chúng ta cũng đánh con đó. Thì đấy, đó lại gọi là, hay nói cách khác là, hay nói trêu đó là sự luân hồi đó ạ. Tức là sao, chúng ta thường là chúng ta ghét những cái điều đó, nhưng mà chúng ta lại thường thường sao chép những cái điều đó của chính ba mẹ. Đó. Hay là ví dụ như là có em Thu Ba có cho ba mẹ làm một cái bài thực hành mà cách đây em không nhớ là ngày bao nhiêu, có nói là bạn hãy quan sát xem là con của mình là sao ạ? Đã bắt chước có những cái hành vi xấu nào đó, bắt chước chính bản thân mình. Đấy, đấy chính là sự sao chép và sự bắt chước. Khi mà sao ạ, chúng ta có những cái hành vi không 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 đúng thì con của mình thường thường làm những cái điều đó. Đấy là cái điều lưu ý thứ nhất ở cái video thứ nhất vừa nãy. Một cái lưu ý thứ hai và ngài Petro cũng như là nghiên cứu khoa học có nói đến, đó là với những đứa trẻ mà bị tổn thương về những cái lời nói thì sao ạ? Hay là những cái, thì nếu như quy ra về mặt thể chất thì nó là bỏng cấp độ 3. Đó. Thì hàng ngày chúng ta, nếu như mà chúng ta mắng con cái hay như thế nào đó, hay là chúng ta xúc phạm mà không tôn trọng con, thì những cái điều đó chúng ta tưởng chừng như chỉ là những cái lời nói bình thường, nhưng tuy nhiên nếu như nó quy ra bằng bằng những cái hiện hữu, những cái vật chất mà nhìn thấy, thì nó lại là bỏng cấp độ 3. Đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, vậy thì ba mẹ chúng ta chẳng nhẽ trong quá trình con của chúng ta lớn lên và con của chúng ta trưởng thành thì chúng ta không được quyền mắng con, hay nói cách khác là không được quyền sử dụng đòn roi với con hay sao? Thì liệu làm như vậy thì sao ạ? Liệu làm như vậy thì chúng ta có giáo dục được con của chúng ta hay không? Thì đây cũng là một trong những cái đề tài mà trên rất nhiều những cái diễn đàn dạy con có tranh cãi. Thậm chí là có những người thấy là cái điều đó là hoàn toàn sai và bác bỏ. Thì ở đây thì sao ạ? Ở đây thì em Thu Ba, quan điểm của em Thu Ba không có đúng, không có sai ở đây, mà sao ạ? Chúng ta sẽ có những cái cách mà sao ạ? Để làm như thế nào mà nếu như con của chúng ta có sai, con của chúng ta có sai, chúng ta vẫn có thể là sao ạ? Chúng ta vẫn có thể sử dụng đòn roi, nhưng tuy nhiên nó sẽ không trở thành những cái gọi là những cái trải nghiệm, những cái tổn thương của con. Và để nó không trở thành những cái trải nghiệm, những cái tổn thương của con thì sao ạ? Thì chúng ta lại nhớ lại cái bài học ngày hôm trước, đó là nhiệm vụ của chúng ta là sao ạ? Nhiệm vụ của chúng ta có phải là khi đám cháy xảy ra và chúng ta mang bình cứu hỏa đi chữa cháy, hay là nhiệm vụ của chúng ta là phải sao ạ? Phòng cháy đám cháy. Theo ba mẹ thì nhiệm vụ của chúng ta là khi nào ạ? Chúng ta cùng ôn lại bài một xíu bởi vì nó sẽ liên quan đến nhau ạ. Chúng ta cùng gõ xuống ô chat nha. Rồi, chị Yến có nói là nhiệm vụ của chúng ta là phải phòng cháy. Dạ, vâng. Tức là sao, nhiệm vụ của chúng ta là phải phòng cháy, hay nói cách khác là sao ạ? Nhiệm vụ của chúng ta đó, khi giáo dục con
đó là chúng ta sẽ phải là giáo dục trước. Thay vì chữa cháy thì chúng ta phải phòng cháy. Và ngày hôm nay, giáo dục con bằng tư duy nhân quả chính là một trong những cách mà chúng ta phòng cháy ạ. Đợi em xem màn hình nha. Rồi. Có phải là hôm trước thì chúng ta đã nói về cái việc đó là giáo dục, tức là chúng ta sẽ phải đánh vào phần ý thức và phần sự nhận thức của con, đúng không ạ? Hay nói cách khác là đánh vào A, hay nói cách khác đó là đánh vào phần nhân. Đó. Và chúng ta sẽ phải làm cái điều này trước khi có cái hành vi sai xảy ra. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc đó là giáo dục theo nhân quả. Đó. Cái này là của bà Becky Beckley, là một trong những tác giả rất là nổi tiếng. Và bà là người có một cái công ty ở Mỹ nói về cái sự giáo dục của sự hay biết. Thì công ty của bà được sao ạ? Truyền hình cũng như là được bên Mỹ cũng như thế giới xếp hạng thứ 3 về nói về cái việc đó là giáo dục con cái theo sự hay biết. Và bà có lồng về một cái đó là giáo dục theo nhân quả vào. Thực chất ra thì nói về nhân quả hay nói về nguyên nhân kết quả ở đây, ngay như em Thu Ba đã nói từ ban đầu là em Thu Ba cũng có chia sẻ với cả tất cả chúng ta rồi. Nhưng những cái gì chúng ta đang nhìn thấy, và hôm nay chúng ta có thêm hai cái khái niệm mới, đó là một là nhân quả tự nhiên và nhân quả logic. Nhân quả tự nhiên là như thế nào? Ví dụ, con của bạn, con của các ba mẹ đến giờ ăn, giả dụ bây giờ là 12 giờ trưa, đến giờ ăn trưa mà con không chịu ăn, thì theo như nhân quả tự nhiên là con sẽ đói. Con sẽ đói. Tức là sao, đến tầm 2 giờ các thứ là con sẽ cảm thấy đói. Đó. Đấy là một cái nhân quả tự nhiên. Hay ví dụ như là sao ạ? Một cái ví dụ khác đó là nếu như sao ạ? Giả dụ như là con, ví dụ như là ấm nước đi, chúng ta đang đun mà nó sôi, nó nóng. Nếu như con của chúng ta động tay vào làm đổ cái đó ra thì sao? Thì sẽ bị bỏng. Thì đấy chính là giáo dục theo nhân quả tự nhiên. Bản chất mọi thứ, mọi cái quy luật vận hành trên cái trái đất này đều là theo một cái nhân quả. Nhưng tuy nhiên đặc điểm của cái nhân quả này này, hay nói cách khác đó là nó thường thường nó rất là lâu. Chúng ta có những cái nó trổ quả rất là lâu, nó không tính bằng 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 thời, tức là nó không tính bằng ngày 1, ngày 2. Có những cái nhân mà bây giờ chúng ta gieo ạ, bây giờ chúng ta gieo thì thậm chí là 1, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm sau nó mới trổ quả. Thế nên là sao? Đa phần chúng ta không để ý những cái điều đó. Ví dụ đứa con của ba mẹ ngày hôm nay ạ, nếu như chúng ta bị mất kết nối, nó không phải là ngày 1, ngày 2 chúng ta không, gọi là chúng ta không chơi với con, không đồng hành cùng với con, mà con bị mất kết nối luôn, mà nó sẽ phải trải qua rất là nhiều. Thậm chí là ở bắt đầu ở cái tuổi teen, cái tuổi mà khó, bắt đầu khó các con và ba mẹ khó chia sẻ, thì bắt đầu chúng ta mới thấy đó là sao ạ? Trước đây nếu như chúng ta không làm bạn với con, không quen cái sự gọi là không làm bạn với con, không quen với những cái việc tâm sự với con, thì sao nó sẽ trổ ra một cái quả, đó là đến cái tuổi trưởng thành rồi, đến cái tuổi teen rồi, con và chúng ta sẽ rất khó nói chuyện với nhau bởi vì không có những cái thói quen đó. Hay ví dụ như ngày xưa chẳng hạn, nếu như chúng ta, ba mẹ chúng ta không quen nói những cái lời yêu thương với chúng ta, thì có phải là như bây giờ, đây là cái việc mà để chúng ta nói lại những cái lời yêu thương với ba mẹ rất là khó. Khác hoàn toàn với cái việc đó là bây giờ chúng ta có những cái thói quen là nói yêu con, thì cái việc đó chúng ta nói ra cảm thấy là dễ. Thì đấy chính là những cái giáo dục con. Đấy chính là những cái nhân mà chúng ta đã gieo, và trong tương lai, thậm chí là tương lai rất xa nó mới trổ quả, thì nó gọi là giáo dục. Nó chính, bản chất của nó chính là những cái nhân quả tự nhiên. Và ngày hôm nay ạ,
chúng ta vẫn giáo dục con theo nhân quả, nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ hướng đến một cái, đó là sự nhân quả logic. Để sao ạ? Nhân quả logic là gì ạ? Giả dụ, ví dụ vẫn với những cái việc mà con của chúng ta không ăn cơm. Đến 12 giờ trưa lẽ ra con của chúng ta là bữa cơm trưa nhưng con của chúng ta không ăn, thì chúng ta sẽ lạ lầm một cái, gọi là chúng ta sẽ đưa những cái gọi là cái gọi là những cái kỷ luật trong gia đình của chúng ta vào để nó hướng theo nhân quả logic. Thì chúng ta sẽ giáo dục trước, tức là ok, mẹ đồng ý với cái việc là con không ăn cơm, bữa trưa này con không ăn, con nhịn. Nhưng lưu ý là nhà của chúng ta chỉ có 3 bữa. Thứ nhất là bữa sáng, thứ hai là bữa trưa và thứ ba là bữa tối. Vậy thì bây giờ con không ăn trưa đồng nghĩa với việc là từ giờ 12 giờ đến bữa tối, là giả dụ như 6 giờ đi, đến 6 giờ con sẽ không được ăn bất cứ một cái gì cả. Chúng ta sẽ đưa nhân quả logic vào là con sẽ không được ăn bất cứ một cái gì cả. Đó, nếu con chấp nhận cái việc đó thì chúng ta sẽ nhịn bữa trưa đến từ giờ đến bữa tối. Và con sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc là bữa trưa con không ăn thì con sẽ bị đói. Đó, thì chúng ta đưa những cái nhân quả logic như vậy vào, những ngắn vào, để con của chúng ta nhìn thấy được ngay những cái điều đó, nhìn thấy được ngay những cái kết quả đó. Thì đó chính là những cái cách mà sao, mà những cái cách mà chúng ta sẽ giáo dục trước khi hành vi sai xảy ra. Vậy thì sao? Nếu giả dụ con, chúng ta cũng sẽ phải đưa luôn, giả dụ nếu như con của chúng ta muốn ăn cái điều gì, ăn, tức là chắc chắn là nếu như nó không ăn thì 2 hoặc 3 giờ nó sẽ đói. Thì sao? Thì nếu như con ăn thì sao? Thì lúc đó thì sao? Chúng ta thấy là nó không đúng thì chúng ta sẽ nói luôn là mẹ, chúng ta đã có cái kỷ luật đó là nếu như không ăn, chúng ta nhịn thì sẽ phải nhịn đến bữa chiều, nhịn đến bữa tối. Thì không, nếu như giả dụ con mà ăn thì theo con thì điều đó có đúng không? Và nếu như con mà ăn như vậy thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái gọi là tùy gia đình nhá. Ví dụ như mà như vậy thì sao? Thì một là con sẽ phải trải nghiệm cái cơn đói. Và con sẽ, lúc đó thì con sẽ trân trọng, con lúc đó con sẽ trân trọng cái thức ăn hơn. Và để sâu hơn này, có thể là sau khi những cái ngày đó ra rồi, cái việc mà con nhịn đói, con trải nghiệm cái cơn đói đó ra rồi, xong rồi thì sao, chúng ta sẽ cho con xem những cái video. Bản thân em thì em sẽ cho con xem những cái video là như thế nào, của những trẻ em châu Phi, các con, các bạn đấy không được, gọi là không được ăn, không được đầy đủ, từng bữa ăn các bạn ấy phải trân trọng, trân quý như thế nào, thậm chí là không có thức ăn. Sau đó em lại cho xem tiếp những cái video về cái việc là để trồng ra một cái hạt lúa, hay là để làm một cái món ăn gì đó, trồng ra một cái cây rau, nó mất thời gian như thế nào, chúng ta cần phải nâng niu trân quý những cái thức ăn như thế nào. Thì sao, em nhận thấy đó là con của mình không những là đến bữa ăn nó không chịu ăn, mà sao, nó ăn nó sẽ phải ăn sạch sẽ những cái gì trong cái bát đó. Và ví dụ như ở Tuệ Đức, con em học Tuệ Đức thì có một cái nó là trải nghiệm, đó là cái đồ ăn ấy ạ, bạn ấy sẽ được lấy vừa đủ những cái mà mình ăn. Hay nói cái khác, chúng ta đi ăn buffet ấy, chúng ta hay ăn quá, là lấy quá nhiều, sau đó bị gọi là như là bị dư thừa. Thì khi mà chúng ta giáo dục theo logic, nhân quả logic, chúng ta đưa vào những cái điều đó, thì con của chúng ta không những là con của chúng ta ăn đúng bữa này, con của chúng ta trân quý những cái gì thức ăn này, rồi con của chúng ta sẽ biết là như thế nào là đúng hay là sai. Thì đây chính là những cái giáo dục theo nhân quả mà chúng ta đưa cái logic vào. Nếu như chẳng may trong cái quá trình đó con đói 2-3 giờ thì con cũng sẽ không, tức là bởi vì chúng ta đã siết quân luật ngay từ lúc đầu rồi, thì con của chúng ta sẽ không, gọi là cũng sẽ không đi tìm thức ăn, không đi tìm thì bánh kẹo sữa. Bởi vì nếu làm như vậy thì sao? Tức là con đã vi phạm cái quân luật, và như vậy thì nó sẽ là không đúng, và chúng ta sẽ siết kỷ luật ở với đó. Thì đấy chính là những cái mà chúng ta đưa những cái hình phạt, chúng ta sẽ đưa những cái nói những cái hình phạt vào, giáo dục trước khi hành vi sai xảy ra. Thì con của chúng ta, dù chúng ta có mắng, tất nhiên là ba mẹ cũng sẽ phải biết những cái cách mà mắng hay những cái cách mà đánh thì sao, thì con của chúng ta sẽ không bị những cái tổn thương thời thơ ấu.
Chúng ta có thể bằng cách đó là nếu như hành vi sai xảy ra, con có phải chạy bao nhiêu cây hay là con phải thụt dầu bao nhiêu cái, hoặc là con sẽ phải dọn nhà hay là rửa bát, thì thường thường những cái này em thường hay cho con gọi là sao? Con tự nhận, chứ con mình không áp đặt. Đôi khi nếu như những cái hành vi đó mà nhẹ quá, những cái xử phạt đấy nó mà nhẹ quá thì mình sẽ nói để xem nó có phù hợp hay không. Đó, thì đấy chính là những cái giáo dục theo nhân quả mà logic để chúng ta đưa vào, để chúng ta giáo, chúng ta vẫn có thể là phạt con, nhưng nó sẽ không gây ra những cái tổn thương. Thì những cái điều đó chúng ta sẽ phải là sao? Trước khi mà hành vi sai xảy ra. Và để trước khi hành vi sai xảy ra, chúng ta sẽ phải ngồi với con để phân tích xem nếu như con làm cái điều gì đó, nó sẽ trổ ra những cái quả gì? Nó sẽ trổ ra những cái quả gì? Đó. Thì bây giờ theo như ba mẹ là chúng ta giáo dục con theo tư duy nhân quả. Theo tư duy nhân quả logic, nếu như bản thân bây giờ chúng ta nếu như bản thân ba mẹ của chúng ta là một người không biết nhân quả, hay nói cách khác là chưa biết áp dụng nhân quả vào trong cuộc sống, hay là thì theo ba mẹ cái việc giáo dục con như vậy nó có trở nên khó khăn hay không? Chúng ta cùng gõ xuống ô chat. Vậy thì để mà giáo dục con được những cái tư duy nhân quả thì bản chất ba mẹ có phải học cái điều này không ạ? Theo như anh chị là chúng ta có phải học hay không? Có hay không ạ? Có, đúng không ạ? Vậy thì em Thu Ba sẽ hỗ trợ ba mẹ một cái để ba mẹ có thể học, hay nói cách khác, chơi một cách dễ hơn, đó là về cái thẻ nhân quả trong cộng đồng GNS ấy ạ. Thầy Trần Việt Quân cũng như là các bạn cũng có, ngoài cái sách về gieo hạt cùng vị nhân ra thì nó có một cái nữa, nó gọi là bộ thẻ nhân quả. Bộ thẻ nhân quả thì sao ạ? Nó rất là dễ thôi. Nó có hai cấp độ. Thì với đó, thì chị Hạnh có nói là em có mua hai bộ đấy. Một là cấp độ dễ, hai là cấp độ trung bình. Chúng ta sẽ chỉ cần chơi trước hai cái cấp độ đó thôi. Cấp độ khó thì chúng ta chưa chơi được đâu. Thì chúng ta hãy cùng con chơi cái cấp độ dễ. Cái này trẻ con chơi rất thích nha. Bởi vì sao? Bởi vì em đã trải nghiệm và cho các bé chơi rất là nhiều rồi. Thì với cấp độ dễ nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là với những trẻ, ví dụ là có những câu là chúng ta nếu như chúng ta mà không tiết kiệm nước, cái quả, cái nhân chúng ta gieo là không tiết kiệm nước thì sẽ trổ ra cái quả gì, thì bắt đầu mình nói ra cái việc đó là sẽ không có nước dùng này, rồi là sẽ không có nước dùng này, rồi là sẽ bị rất là nhiều những cái quả về sau đó. Thì chúng ta hãy, nó rẻ lắm, hình như nó có 150 một bộ thôi sao, em cũng không nhớ lắm. Thì chúng ta hãy cùng con, đó, cùng con mua cái bộ đó để chúng ta cùng rèn cái tư duy nhân quả với con. Và đặc biệt này, cái này là trải nghiệm nha, em đã trải nghiệm ngay trên con của em chứ không phải là em nói suông nha. Tức là khi mà chúng ta cùng con chơi cái thẻ đó thì cái tăng cái khả năng quan sát của con lên rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà bé bắt đầu đặt những cái câu hỏi nó có một cái tính logic và bắt buộc là sẽ phải quan sát, hay nói cách khác là khi mà chúng ta cho con chơi những cái thẻ nhân quả như thế này thì sao, con của chúng ta sẽ hướng tới những cái mà nó gọi là những cái cả con sẽ biết là như thế nào là đúng, hay nói cách khác là nó rèn cái đạo đức rất là nhiều. Đó, thì chúng ta có thể mua cái đó và hàng ngày chúng ta sẽ, ví dụ hàng tuần sẽ có những cái buổi chủ nhật mà không dùng điện thoại ấy, chúng ta hoàn toàn có thể cả nhà chơi nửa tiếng với nhau, vừa chơi hay và vừa rèn tư duy nhân quả. Và đặc biệt Tết này, thay vì việc đó là chỉ ngồi xem tivi, thay vì những cái việc là ngồi chơi bài hay như thế nào, thì hãy mua cái đó về để cả nhà cùng chơi. Đó, thì em dừng lại một xíu để chia sẻ với ba mẹ biết cái này, cái này nha.
Nó là một bộ thẻ nhân quả và rất là hay, trẻ con cũng rất là thích. Và ở đấy nó sẽ có bốn loại thẻ, thì trong cái thẻ đấy nó sẽ hướng dẫn, nó có thẻ nhân, thẻ quả, rồi nó có các cái thẻ gọi là thẻ nếu như chúng ta không trả lời đúng thì như thế nào, sẽ có hình phạt ra sao các thứ. Thì đó, thì trong đó nó có hướng dẫn, thì hôm nay em Thu Ba sẽ không nói sâu về cái này, nhưng đấy là một gợi ý cho ba mẹ biết, đó là sao ạ? Bản thân của chúng ta, nếu để chúng ta giáo dục được con theo tư duy nhân quả logic, thì sao? Bản thân của chúng ta cũng phải là một người biết về nhân quả, biết về nhân quả để chúng ta giáo dục và định hướng, và ngày hôm sau ấy, nó sẽ là đặt các câu hỏi. Thì sao? Thì bản thân của chúng ta biết thì chúng ta mới đặt được những cái câu hỏi như thế, chúng ta mới gọi là sao? Áp dụng linh động vào, chứ không phải tự dưng mà chúng ta làm được những cái điều đó. Có những thời điểm không biết là ba mẹ có trải qua không, đó là khi mà chúng ta giáo dục con ấy, con của chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi và lý luận rất là nhiều. Lý luận rất là nhiều. Và có những thời điểm em phải mất nửa tiếng, gọi là nửa tiếng để ngồi nói chuyện với con, để định hướng con về những cái điều mà con cho là đúng, hay nói cách khác là định hướng con về những cái gọi là những cái gốc ấy. Đó, thì bé mới chấp nhận những cái điều đó. Thì không biết là có ba mẹ nào có những cái trải nghiệm như em chưa? Đó. Thì đấy chính là những cái trải nghiệm mà em đã trải qua với chính bạn, bạn con của mình. Thì các bạn càng lớn, các bạn càng lý luận càng nhiều, và các bạn cho rằng cái việc đó đúng, thì chúng ta sẽ phải có những cái kiến thức, có những cái tư duy nhân quả, và biết cách đặt câu hỏi để chúng ta lý luận đi. Thì nó chúng ta mới, đấy chính là những cách mà sau khi chúng ta sửa, chúng ta gieo lại những cái nhân, thì cái việc mà khi mà chúng ta đã quen những cái việc đó rồi, thì chúng ta thấy là cái việc giáo dục con nó rất là dễ. Đó, thì ngày hôm nay chúng ta lưu ý cái điều đó nha. Quay trở về cái bài ngày hôm nay, đó là giáo dục con theo tư duy nhân quả. Thì cái việc của chúng ta đó là sao ạ? Cái nhân quả logic này, bản chất của nó cũng là nhân quả tự nhiên. Nhưng mà tuy nhiên ạ, chúng ta sẽ lồng ghép thêm. Bởi vì nhân quả tự nhiên nó trổ quả rất là lâu, thì chúng ta sẽ lồng ghép thêm một số những cái kỷ luật vào. Để sao ạ? Nếu như con của chúng ta không làm được, không làm đúng, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái gọi là những cái hình phạt. Thì những cái hình phạt này là do con hoàn toàn chọn, thì nó sẽ phù hợp với như đấy, thì con sẽ không có những cái trải nghiệm là những cái trải nghiệm là theo kiểu là bị đánh đòn rồi tổn thương, bởi vì lúc đó là con sai mà. Chúng ta đã làm ngay từ lúc đầu, chúng ta đã giáo dục ngay từ lúc đầu là nếu con không làm điều đó thì con sẽ phải chịu những cái hình phạt gì. Đó, thì chúng ta lưu ý cái điều đấy ạ. Rồi ạ, ba cấp độ của phương pháp giáo dục. Thì chúng ta nhìn ở đây ạ. Cái hình đây chính là hình tam giác. Ngày xưa thì chúng ta chưa biết đến những cái điều này, thì chúng ta hay sử dụng đòn roi. Sử dụng đòn roi. Và ngay như lúc đầu em Thu Ba cũng đã chia sẻ rồi. Với những bạn mà lớn lên rất rất nhiều, chúng ta hay chính trong bản thân chúng ta lúc đấy, chúng ta cũng thấy là có rất nhiều ba mẹ gõ số 1. Tức là sao? Đến thời điểm bây giờ chúng ta còn nhớ như in một hoặc nhiều những trận đòn của ba mẹ. Và nếu như với những ba mẹ nào mà đánh con liên tục như vậy ạ, thì sao? Nó sẽ thầy Petro cũng có nói, đó là lúc đó thì chúng ta gần như là cái não bộ của con ấy ạ, nó sẽ kém hoạt động hơn. Hay quay trở lại cái bài trước, đó là khi mà chúng ta cái não của con ấy, của con người ấy, khi mà sao, khi mà chúng nó chỉ có hai cái, đó là một là chiến, hai là biến. Tức là khi mà cái hạt limbic ấy, hạt hạnh nhân ấy, thì sao, thì nó mà nó cảm thấy là nó chỉ phản ứng lại. Đấy là cái hạt mà mọi người nhớ không, cái radar ấy ạ. Khi mà có một cái điều bất như ý xảy ra ấy ạ, thì sao, cái theo não bộ của chúng ta thường là hình thành theo những cái thói quen, phản ứng theo những cái thói quen. Thì đấy chính là những cái thói quen, một là chiến, hai là biến. Chiến ở đây tức là sao, nếu như mà tức là chống cự lại hoặc là đánh lại đấy ạ. Nếu như mà con hoặc là những cái người mà lớn mạnh hơn chúng ta có khả năng đó thì nó sẽ chống lại. Còn nếu như mà giả dụ như là biến, tức là sao, những cái
nó yếu hơn chúng ta thì thường thường là sẽ không chống lại, thì chúng ta lưu ý những cái điều đó. Và tại cái thời điểm đó chúng ta giáo dục thì gần như là não bộ của con sẽ không có khả năng tiếp thu. Đó, đó là lý do tại sao mà có rất nhiều ba mẹ nói rằng là rõ ràng là em đã đánh con rất là nhiều, rồi nói mắng con rất là nhiều mà sao con không tiếp thu. Bởi vì đơn giản lúc đấy chúng ta không giáo dục ở phần 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 A ấy, là phần ý thức. Cái phần A này này, phần A ý thức và sự nhận thức. Lúc đấy não bộ con không có khả năng tiếp thu nữa rồi, mà chúng ta cứ tiếp tục mắng và đánh như vậy thì nó không vào cái phần ý thức và sự nhận thức nữa. Bởi vì lúc đấy não nó chỉ, một là tâm trạng lúc đấy là rất là lo lắng và sợ hãi, nó chỉ có chiến hoặc biến thôi, thì nó sẽ không tập trung vào những cái điều mà chúng ta, ba mẹ của chúng ta giáo dục đâu. Mà đơn giản là nó chỉ làm như thế nào là, một là nó có thể là nhanh nhanh chóng chóng gọi là để kết thúc cái đó, hai là nó bằng cách là nó lẩn đi, hai là nếu như mà quá căng thẳng và để nó có thể sẵn sàng nó đấu lại tay đôi với ba mẹ. Chứ nó không thể nào mà biết được rằng là bởi vì con làm cái điều đó sai, con gieo cái nhân đó sai, thì con sẽ trong tương lai con sẽ trổ ra một cái quả B, là một cái quả rất là không không tốt. Đó, thì chúng ta lưu ý. Thế nên là cái việc giáo dục nó cũng phải chọn những cái thời điểm, nếu như chúng ta không đủ bình tĩnh, lại liên quan đến cái bài giáo dục cảm xúc, nếu như chúng ta không đủ bình tĩnh để chúng ta tĩnh lại, để chúng ta có những cái, thay vì việc những cái lời nói nặng nề, thay vì những cái gọi là cảm xúc của chúng ta lúc bấy giờ cũng bị cuốn theo con, mà chúng ta không có những cái cảm xúc gọi là cảm xúc quân bình, thì chúng ta sẽ không giáo dục được con. Điều đó là một lần nữa em lại nhắc lại cái tầm quan trọng của cái việc đó, là chúng ta sẽ phải quản trị được cái cảm xúc, hay nói cách khác chúng ta sẽ phải làm cái bài thực hành về 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 hộp cứu thương cảm xúc rất rất là nhuần nhuyễn. Hay nói cách khác là cái delta T ấy, là cái khoảng dừng ấy, lúc đấy chúng ta sẽ phải dừng, để thay vì là kéo cái cảm xúc của chúng ta tiêu cực đi xuống, chúng ta sẽ phải đưa cái cảm xúc quân bình, và sau đó thì phải trở lại cái trạng thái gọi là cái trạng thái bình thường, quân bình, rồi là những cái trạng thái, thay vì những cái trạng thái tiêu cực nó phải trạng thái tích cực. Thế nên là những cái bài của ngày hôm trước, bản chất nếu như chúng ta nhìn sâu thì nó đều liên quan đến nhau. Vậy thì quay trở lại cái bài ngày hôm nay. Ba cấp độ của phương pháp giáo dục. Đầu tiên đó là hình phạt, thì không ai muốn sử dụng cái này với con, mà cái mà chúng ta hướng đến chính là cái nhân quả tự nhiên và nhân quả logic. Đó. Và để nhắc có được cái nhân quả, bản thân của nhân quả tự nhiên là nó nằm trong những bản thân của nhân quả logic là nó trong cái nhân quả tự nhiên. Thế nên là sao? Để có được cái điều đó thì bản chất của chúng ta, ba mẹ của chúng ta đều phải nắm được cái điều đó. Thế nên là ngày hôm nay nếu như con của chúng ta mà trổ ra những cái quả gì không vừa ý, thì chúng ta hãy thử nhìn lại xem là chúng ta đã gieo những cái nhân quả theo những cái nhân gì. Đó. Ngày hôm nay ví dụ như là có rất nhiều những ba mẹ nói là con không chịu học, rồi là con không chịu cái sự tự giác học kém này. Rồi ví dụ như ngày hôm qua thì em có họp với tổng kết với nhà trường, thì có rất nhiều ba mẹ khi mà nhà trường điều chỉnh cái việc đó là cái giờ học ấy ạ. Các con bình thường là học online, thì em không biết các trường khác như thế nào, thì Tuệ Đức thì là 9 giờ mới học, nhưng bây giờ điều chỉnh bởi vì sang học kỳ 2 là cái lượng tiết nó tăng lên 10 tiết, thì các con sẽ học từ 7 rưỡi. Tức là thế thì có rất nhiều ý kiến của ba mẹ phản hồi rằng là sớm quá con không dậy được. Sớm quá con không dậy được. Thì vậy thì em nói thì chúng ta hãy nhìn là rõ ràng là khi mà cái điều đó nó có vô lý không? Khi mà nếu như chúng ta, con của chúng ta thay vì học on thì con của chúng ta đi học off, thì đều phải dậy cái giờ đó mà. Đều phải dậy ít nhất là 6 rưỡi, 7 giờ, thậm chí là 6 giờ để ăn sáng rồi để đi học. Đó, thì con của chúng ta rõ ràng đều làm được cái điều đó, nhưng tại sao khi học ở nhà, khi học ở nhà lại không dậy được? Bởi vì đơn giản thứ nhất đó là con của chúng ta sao, chúng ta không tạo cho con thói quen dậy sớm bằng cách đi ngủ sớm đi, bằng cách đi ngủ sớm đi. Hai đó là chúng ta không truyền được cái cảm hứng, không có những cái câu hỏi là dậy sớm nó có những cái tác dụng gì.
và không chỉ ra cho con cái nhân là lý do tại sao con lại dậy muộn. Đó, thì đấy chính là những cái mà ba mẹ không nhìn thấy mà chỉ nhìn thấy mỗi một cái khó khăn là ôi con em dậy sớm như vậy thì làm sao mà nó có thể dậy được, hay là cái việc dậy sớm như vậy rất là khó. Thì đa phần là lại một lần nữa nhắc lại cái việc là chúng ta chỉ quen phản ứng với quả mà quên mất việc đó là chúng ta sẽ phải phản ứng với nhân. Chúng ta phải tìm ra cái nhân là tại sao con của chúng ta lại không dậy được sớm. Thì chúng ta phải tìm ra được cái đấy để chúng ta điều chỉnh nhân chứ. Chứ không phải chúng ta điều chỉnh quả. Con của chúng ta dậy muộn rồi, chúng ta la hét rồi chúng ta mắng, thì đấy chỉ là khi mà quả nó trổ ra rồi. Và lúc đấy chúng ta chỉ chữa cháy thôi. Thì chúng ta hãy lưu ý những cái điều đó nha ba mẹ nha. Mọi những cái là chúng ta sẽ tập trung vào nhân để chúng ta điều chỉnh nhân. Và để có được những cái đó thì bản thân của chúng ta cũng sẽ phải nắm rất rõ về cái việc là nhân quả logic hay nhân quả tự nhiên. Và có một cái công cụ để giúp con cũng như ba mẹ thực hành tốt hơn, đó là thẻ nhân quả. Rồi ạ. Thì đây chính là ba cấp độ của phương pháp giáo dục mà chúng ta cần hướng đến. Tiếp nữa ạ. Rồi. Đây là cũng là một cái nghiên cứu, cái này thì cũng dịch từ sách tiếng Anh ra. Nếu như chúng ta sử dụng hình phạt sẽ làm cho trẻ phải chịu đựng khi làm sai. Nhưng nếu dạy theo nhân quả thì trẻ dạy trẻ cách giải quyết vấn đề. Rồi ạ, nếu như làm cho trẻ sợ phải phạm lỗi, và nếu như chúng ta sử dụng hình phạt thì sẽ làm cho trẻ sợ phải phạm lỗi. Còn nhân quả thì cho trẻ thấy lỗi lầm và cơ hội để học hỏi. Tiếp nữa, nếu mà sử dụng bằng hình phạt thì sẽ dựa trên việc đúng hay sai của người lớn. Còn nếu dạy cho trên nhân quả thì sẽ trẻ sẽ có được cái suy ngẫm và trách nhiệm của chính bản thân mình. Đó, sử dụng hình phạt sẽ tạo động lực bên ngoài để làm hài lòng người khác và tránh đau đớn về thể xác và cảm xúc. Chiến hay biến đó ba mẹ. Còn nhân quả thì sao ạ? Sẽ tạo ra động lực nội tại để sử dụng hoặc học hỏi kỹ năng mới. Hay nói cách khác, đây chính là cách mà để con rèn nội lực từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Tiếp nữa, sử dụng hình phạt sẽ tập trung vào điều không nên làm. Còn sao, nhân quả thì sẽ tập trung vào điều nên làm. Đây chính là hai cái điều rất là khác biệt của cái sử dụng hình phạt và dạy theo nhân quả. Đó, thì hay nói cách khác là dạy theo nhân quả sẽ dạy đánh vào cái phần A là cái phần ý thức và sự nhận thức. Thì chúng ta lưu ý cái điều này. Trong cái vi không biết là như thế nào, nhưng nếu như chúng ta sử dụng đòn roi rất là nhiều với con sẽ làm cho trẻ rất là sợ và co lại. Đấy là nếu như chúng ta mà không biết cách giáo dục mà chúng ta chỉ những cái hành vi con sai, chúng ta chỉ mắng nhiếc và đánh mà không có những cái gọi là giáo dục trước thì chỉ cho con cảm thấy rất là sợ. Và có những cái bạn nhỏ sẽ bị thu mình lại và cảm thấy tự tin, tự ti trước đám đông. Con em là một điển hình và em đã làm sai cái điều gì đó trong suốt, trong từ 5 tuổi đổ lại. Đó, nên là phải điều chỉnh. Và ở đây có một cái câu mà tặng ba mẹ là mình sống hạnh phúc hay không phụ thuộc vào mình có nhiều nỗi sợ hay không. Đó. Thì ngày hôm nay khi mà chúng ta biết đến cái giáo dục về nhân quả, biết đến nhân quả logic rồi, chúng ta sẽ phải biến nhân quả tự nhiên thành nhân quả logic. Thì chúc cho ba mẹ chúng ta sẽ học tập tinh tấn để chúng ta biết đưa những cái nhân quả vào cái giáo dục của con. Đó. Cái buổi thảo luận phòng Zoom ngày hôm nay đó là liệt kê các tổn thương thời thơ ấu mà bạn còn nhớ tới bây giờ. Tại sao lại có bài thực hành này? Có bài thực hành này để sao chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm. Có những ba mẹ có thể có những cái trải nghiệm này, hoặc có những ba mẹ nếu như may mắn thời thơ ấu mà không bị lớn lên trong những cái trận đòn roi này thì chắc chắn cũng sẽ phải có những cái tổn thương gì. Thì liệu chúng ta có muốn lặp lại cái điều đó với chính con mình hay không? Thì chúng ta hãy tự đặt ra những cái câu hỏi này trong cái phòng thảo luận. Và bây giờ nhờ ban tổ chức chúng ta sẽ chia phòng thảo luận là hai nhà ghép vào là một, đúng không em Dung? Để chúng ta thảo luận. Chúng ta hãy thảo luận bài này để chúng ta thấy xem là rõ ràng là chúng ta cũng bị tổn thương do đòn roi và do những lời nói mà. Thì chúng ta có muốn làm cái điều đó với con hay không? Đây chính là thêm những cái động lực để ba mẹ có tiếp tục là sao? Ba mẹ quyết định là sẽ giáo dục con theo cách nào ạ. Rồi ạ. Bây giờ là 5:22, chúng ta sẽ vào phòng và thảo luận đến
6:10, hôm nay em Thu Ba hơi chia sẻ mất quá 5 phút ạ. Thì nhờ ban tổ chức ạ, em đã thấy vào phòng theo nhóm rồi, chúng ta sẽ vào ạ. Phòng sẽ như thế nào nhờ anh Hậu và em Dung nhỉ? Hai nhóm sẽ vào một phòng hay như nào? Hai nhà sẽ vào một phòng hay như nào? Mình chia rồi đấy, hai nhà thêm một phòng. Có tên của các nhà đấy. Mọi người vào đi. Dạ vâng. Ba mẹ hãy rời Zoom và vào nha. Mình không đủ sức, không đủ sức để mà mình nếu như mình thực sự không mạnh mẽ thì mình sẽ không đủ sức để vượt qua nó, mà mình đã trở thành một cái sự tiêu cực trong mình và mình không thể phát huy được. Và theo em thì những cái người mà ví dụ như làm cha làm mẹ mình á, họ gây ra những cái tổn thương cho mình thật tới mà nói là họ cũng không mong muốn cái điều đó đâu ạ, không mong muốn cái điều đó, mà cũng có thể cái nguyên nhân gây ra họ, bản thân họ trước đây cũng đã từng bị so sánh và cũng phải nỗ lực rất là nhiều, vì vậy có cũng tạo ra một cái nhân ở bên trong họ, và đến khi mà họ nói ra họ cũng nghĩ điều đó rất bình thường thôi, nhưng vô hình chung nó làm tổn thương đến mình. Thì đấy là suy nghĩ của em trong buổi thảo luận ngày hôm nay ạ. Mọi người có ý kiến gì thì mọi người xin đóng góp ạ. Có ai có ý kiến gì không ạ? Có ai bị tổn thương gì không ạ? Thì xin mọi người nói đi ạ. Alo? À, vâng. Mọi người cùng thảo luận với mọi người mạnh mẽ lên ạ. Em thấy là vì vấn đề gia đình thì nhà có hai con thì đều ít nhiều có sự so sánh đấy. Và nó gần như là trong cái hệ tư tưởng của mình là thường thường đều có những cái đấy, không so sánh hai anh em hai chị em với nhau thì cũng so sánh với con nhà người khác. Bao giờ cũng thế. Đấy là cái mà lớn nhất đối với, tức là nếu mà nói về cái trách nhiệm hoặc là cái sai lầm lớn nhất thì thường thường đều là do bố mẹ ở nhìn ở cái góc độ đấy. Bao giờ cũng nhìn nhận là mày thế này thì nó thế kia, đấy, bạn bè mình. Đấy, nhưng mà nếu mà nhìn ở cái góc độ mà một người con hoặc là một người thấp hơn thì nó có những cái lý, một cái vấn đề mà bố mẹ lại không nhìn nhận là tại sao con mình thế này mà con nhà người ta thế kia. Thì một trong những nguyên nhân lớn là bố mẹ nhà người ta thế này hay là bố mẹ nhà người ta thế kia, thì cái góc độ đấy là người ta không nhìn đấy.
Đấy, chẳng qua là mình nhìn đây là thực sự em thấy là nếu mà con cái mà nhìn ở góc độ là mà thực sự có cái bao dung hơn thì nó sẽ có cái khác, còn nếu không thì nó sẽ có một cái vết rất là sâu, tổn thương, và thậm chí nhiều người là hận hận bố mẹ Có, vừa đúng rồi, hận ở bố cái đấy. mẹ, chính xác, đúng rồi đó. Còn của em thấy là cái phần mà mọi người đưa vào thì ngoài ngoài cái những cái tổn thương do bố mẹ là có thể nhiều, nhưng mà ngoài ra thì thầy cô cũng là một cái vấn đề mà khá là mệt đấy. Bây giờ bạn bè em cùng trang lứa thì nhiều khi cứ nói là ngày trước là do mình quá hiền lành, là quá, thậm chí nếu mà nói đùa là do mình gọi là không không ngu quá mà không 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 biết đòi lại công bằng ấy. Cho nên là nhiều nhiều thầy cô cũng cũng ở cái tâm trạng là khi mà không kiểm soát được cảm xúc, và cơ bản chất là không kiểm soát được cảm xúc thì Bản chất là không kiểm soát cảm xúc. nói ra hoặc là có những hành động như lời nói là nó sẽ gây tổn thương người khác rất là nhiều, và mục đích cũng chỉ để chống miệng mà thôi. Đúng rồi. Chính xác như vậy. Và đấy là Trong nhà hầu như là giống bố nhiều nhất đó. Rất là nóng, lại nóng này, với lại hay hay cọc ấy. Thường là cả nhà đều muốn chị em là không ai giống mẹ, mẹ thì rất là hiền mà bốn đứa thì hiền, tính giống như bố vậy. thường là trường năng lượng nào mà mạnh hơn ấy, thì con cái có xu hướng theo người đấy. Ok, cảm ơn em Trang. Xin mời những thành viên tiếp chia sẻ nào. Hôm nay là mình có cơ hội chia sẻ đó. Mạnh dạn lên. Có chị 10 giơ tay kìa chị. Chị mời 10 nhá. Em chưa có được tắt cam tại vì em đang nằm trong phòng với bé. Thì thực ra thì em cũng có bị có bố đánh, nhưng mà kiểu mình cũng không nhớ lắm ấy. Thì cái mà hiện tại em nhớ tới bây giờ thì bố chỉ kiểu là một người nóng tính với lại dễ nổi giận ấy. Nhưng mà em xin chia sẻ thêm là về một người bạn mà hồi em đi học ấy, thì em chơi thân với bạn đấy, là một bạn trai. Nhưng mà nhà bạn đấy thì nghèo, bạn đấy học cực kỳ giỏi và bố bạn học cực kỳ giỏi, viết chữ cực kỳ đẹp. Mà tại cái thời điểm đấy thì ở trường nó hay có mấy cái chương trình viết chữ đẹp ấy, thì cô và cả lớp, nhà bạn ấy nghèo thì cô cả lớp tặng bút tặng viết cho bạn đấy nhiều để bạn đấy có thể tham gia chương trình của huyện và tỉnh đấy. Nhưng mà một lần bạn đấy tập trung vào viết vợ sạch chữ đẹp thì bố bạn đấy mà đi uống rượu về chẳng hạn, thì đem hết cả sách vở của bạn đấy bỏ vào chuồng lợn, vứt hết đem đốt, rồi còn đánh cả bạn đấy nữa cơ. Thì em thì bố mẹ em thì không làm như thế, nhưng mà kiểu em nhìn thấy bạn đấy như vậy thì mình cảm giác mình thấy bản thân mình thì mình thấy mình đã bị tổn thương rồi. Nếu như là mình thì mình đã bị tổn thương rồi, trong khi thì bạn đấy lại bị là người ở trong cuộc nữa, thì em thấy là bạn đấy rất buồn mà còn không muốn đi học nữa cơ. Tại vì một phần là bị mắc cỡ với bạn bè, tại vì khi mà ban cán sự đến lớp, ban cán sự lớp đến nhà thì với bố bạn đấy thì còn bị đuổi đi cơ, còn bị chửi bị đánh cơ, còn không cho mình tiếp xúc với bạn đấy cơ. Thì em thì em cảm nghĩ là thực sự là mình thì mình cảm thấy cái kỷ niệm đấy mình còn in sâu trong tâm trí của em tới bây giờ. Thì chưa kể là bạn đấy là người trong cuộc nữa, thì bạn đấy có khi là bị tổn thương rất là nặng ấy. Từ sau khi đấy là bạn đấy bỏ học luôn, và em thì cũng không liên lạc được với bạn đấy nữa, kiểu bỏ đi luôn ấy. Cách đây khoảng tầm 1-2 năm thì bạn ấy có về quê lại, thì em cũng vô tình tâm sự, kiểu cũng ngồi chơi uống cà phê rồi các kiểu, thì tâm sự thì nói chuyện, thì bạn ấy nói thì bây giờ bố bạn ấy kiểu con cái chả có ai quan tâm ấy. Thì em thấy là cái hậu quả cho cái việc đấy thì bố mẹ thì đánh đổi quá lớn ấy,
nhiều lúc một lần nóng giận hoặc là mình không kiểm soát được bản thân mình mà mình làm cho con cái bị tương lai thì của bé thì bị mất rồi, mà nhiều lúc là làm cho bé bị tổn thương tới cái thời điểm mà lớn rồi người ta vẫn còn in sâu ở trong đầu ấy. Kể cả em không nằm trong cuộc em cũng thấy là em vẫn nhớ, kể cả hình ảnh của bố bằng đây đánh bằng đấy, nhiều lúc em nghĩ là em vẫn còn nhớ luôn cơ. Em xin hết rồi. Cảm ơn em, câu chuyện rất là xúc động. Và cái câu chuyện này thì chị nghĩ là thật và không không hiếm ở các gia đình ở Việt Nam. Bởi vì chính bản thân chị thấy bản thân chị cũng trải qua, và hai nữa là các em của chị, các em họ của chị ở dưới Ninh Bình. Ví dụ như thời điểm bây giờ là em không có thấy khi nhắc đến những chuyện này em không có thấy buồn nhiều đó. Nhưng mà em nghĩ cái thời điểm tháng 6 vừa rồi á, trời ơi, tâm trạng em nó rất là khủng hoảng á. Và em liên tục, hoặc là những cái lời nói của bố mẹ đẻ em ấy, kể cả có những cái thời điểm sau này, ví dụ như hồi tháng 8 và tháng 11 vừa rồi á, nói những cái câu ví dụ như là bố mẹ em rất là coi trọng sĩ diện chẳng hạn, và không có quan tâm là tâm trạng của con cái như nào. Ví dụ khi em nói chuyện là dạo này con rất là vội á, mẹ em bảo là làm vừa thôi chả mà chết ra đấy. Người ta lại nghĩ là bố mẹ tức ở nhà chơi á, chả làm chả giúp con được cái gì, làm lắm để các con nó làm lắm rồi nó thế này thế nọ. Tức là bố mẹ chỉ sợ là người khác nghĩ là bố mẹ thế này thế nọ, còn không bao giờ quan tâm là tâm trạng của con cái như nào, hoặc là con cái cảm thấy như thế nào á. Không có động viên mà chỉ có nói những lời như thế thôi. Thì những lời như thế là gây tổn thương. Đến tận bây giờ em vẫn thấy là như thế là gây tổn thương với bản thân em ấy. Có thể là vì em quá là nhạy cảm, bởi vì em biết là tức là em không nói ra, nhưng mà em hay suy nghĩ. Đó, em nghĩ là cũng như chị Thao vừa nói là mình bị cái cảm xúc của mình nó lấn át ấy, nó mũi tên thứ hai ấy, nó gây tổn thương cho mình. Hoặc là ví dụ như hồi bé em bị chị gái em đánh rất nhiều, bởi vì bố mẹ em giao quyền cho chị em là dạy các em á, mà dạy thì chỉ có đánh thôi, đánh kinh khủng khiếp lắm, trời ơi đánh dã man lắm. Và nhưng khi em nhận ra điều đấy á, đối với con em bây giờ thì em tức là em chưa bao giờ đánh con em mới có một bé 5 tuổi thôi, và cái quát nó cũng rất là ít. Có thể là vì em tức là em nhận ra điều đấy rất là sớm ấy, em nghĩ là như thế, hoặc là mình biết là cái điều nó không tốt ấy, nên mình có thể tránh được ngay từ đầu. Thì em chia sẻ với cả nhóm mình như vậy ạ. Mình khá là đồng cảm với Lan. Lúc bé mình còn bị treo ngược lên ảnh á, nhưng mà mình có một con chó và mình hay kiểu như ôm nó ngủ, nhưng sau đấy là con chó đấy cũng bị kiểu như là mọi người làm thịt ấy. Về sau mình cũng bị tổn thương tâm lý khá là sâu, nhưng cũng rất là may là về sau này mình có thể cân bằng lại được, và bản thân mình thì có thể hiểu cái vấn đề của Lan. Lan có tổn thương không giống như chị Huyền sâu đâu, mà cái tổn thương của Lan là những người mà Lan tin tưởng nhất, những người Lan gọi là thân và huyết thống. Cho nên là sẽ có những cái mà Lan sẽ bị tổn thương sâu. Thì để bây giờ mà Lan bị sang chấn tâm lý thì cũng chưa đến mức độ quá nặng, mà có thể là bạn bị tổn thương, có những cái tổn thương mà nó chưa được chữa lành thôi. Thì bạn có thể tìm đọc cái quyển sách 5 ngôn ngữ yêu thương để hiểu được cái mà bố mẹ mình yêu thương mình. Sau đấy bạn đọc cái quyển chữa lành đứa trẻ trong tâm bạn, thì dần dần bạn sẽ tháo gỡ được cái đấy, và bạn thực hiện lòng biết ơn với bố mẹ bạn, thì bạn sẽ tháo gỡ được những cái mà bạn đang bị khúc mắc ở trong lòng, nó sẽ dễ hơn để bạn tiếp cận với con bạn. Mời bạn Tâm. Mời Tâm chia sẻ không hết thời gian. Em cũng gần như Lan. Đến bây giờ, đúng từ bây giờ em lớn. Cái ngày rồi, lớp 1 ấy. Cái nhỏ về sau vào lớp 1 bé, lớp thì kém lên. Cứ lúc đến buổi học, em nhớ mãi cái hình ảnh là mình ngồi cái bàn. Xong rồi bố hoặc mẹ ngồi cạnh, cầm con ra một cái roi ấy. Chỉ cần lít sai một chữ thôi là mình ăn một cái đánh vào ngày. Và đến bây giờ em rất sợ sai.
cực kỳ sợ sai luôn, mà càng sợ thì càng sai. Nên là cái tâm lý sợ sai rất thì là bị ám ảnh ảnh em. Cái thứ hai là những trận đòn của bố với mẹ, nhớ mãi cái roi của mẹ khi mà em cú xuống mũi nước. Như là mình cũng phải chơi, bé thì mình cũng phải chơi ấy. Ở nhà nhiệm vụ của mình là nấu cơm, nhưng hôm ấy mẹ lại về sớm. Mỗi hôm mình cũng căng đúng cái giờ đấy là mình sẽ nấu cơm, nhưng hôm ấy không hiểu sao mẹ lại về sớm. Lần phát hiện là mình đang chơi để rơi với các bạn ở nhà, mình chưa nấu cơm. Thế mình thấy mẹ mình ù cá chạy luôn, chạy đi để nấu cơm thì đang nấu cuối mũi nước. Thế là mẹ cầm cái roi nó to bằng cái đèn quật ngang lưng, đấy là cái đánh nhớ đến bây giờ luôn. Với lại một trận đòn không phải lỗi của mình, đó là con em gái nó cắm cơm thì mình hay chia ra, mà em cắm cơm thì chị nấu rau, thì là em cắm cơm hôm đấy nó không bật nước nữa. Đến thứ bữa ăn bố đi làm về không có cơm ăn, mở nồi cơm ra cái thì cơm chỉ mỗi gạo nước không, bố rất chi là tức. Thế là bố dùng tay cũng đánh cả ba đứa, nhưng mà con thứ hai ngay chân hơn chạy trước thì bao nhiêu đòn là vào mình hết. Và đánh bố đánh ác, bố cũng dùng roi luôn, tay nó đánh. Vậy xong rồi thì nhớ mãi một cái hình ảnh đó là khi mà ngồi xuống ăn cơm, đang bê bát cơm như thế này thì bố nhìn ngứa mắt quá, bố lại vật cho một phát nữa, mà cái xe máy nó ngay bên cạnh luôn, nó nhẹ đầu đập luôn cái xe máy ấy. Đấy là một trận đòn tiếp theo. Và một cái tát nhớ như bây giờ nữa, đó là cắt tóc cho người thứ ba, mình cắt lỡ tay bị quá nền. Thế là em út nó dằn vặt, nó khóc lóc, nó nói mình không hiểu hai chị em đang cãi nhau như vậy, không hiểu vì sao bố ra bố tát mình một cái nó đón vắng mắt luôn. Đúng là đánh không biết quay cuồng, không hiểu vì sao mình đánh. Nên là bên trong là, nhưng mà ngày xưa bố cũng hay so sánh mình cũng ủ ỉ cũng chậm hơn, nhưng mà bố cũng hay so sánh với các chị ở dưới quê là mẹ ở trên này chỉ ăn học thôi mà học dốt, các chị ở trên kia học, các chị ở dưới quê học làm bao nhiêu việc mà còn học như vậy, cũng bị so sánh, xong rồi cứ chửi bị tâm tổ, cứ chửi mình là tổ. Thế là mình gán luôn cho mình là như thế luôn. Cô thứ hai nhà em thì bạn bản lĩnh, mẹ bé bạn rất bản lĩnh, nên là bố mà đánh hay mẹ đánh là bạn chạy trước, chạy rất nhanh. Nhưng mà bạn đấy cũng bị em đánh rất nhiều, thật sự là đánh rất nhiều luôn. Bạn đấy vì bố cũng cho thơ, cũng như Lan ấy, mình là chị cả trong nhà mà, bố mẹ trao cái quyền là được dạy em. Nhưng mà vấn đề là em mà sai là mình bị đánh, phải không? Nên là khi mà bố mẹ đánh rồi thì là mình sẽ đồn cho em. Thì mẹ tôi đánh cùng thứ hai cũng khá nhiều thôi, cả thứ ba nữa, ba đứa hai đứa tôi cũng đánh nhiều. Thì là đó, bị xong là lúc nào cũng bị gán cho cái đấy. Với lại là nhớ mãi cái hình ảnh là mỗi lần đi xin tiền đi học với mẹ, mỗi lần xin tiền đi học thôi, nhưng mà không xin tiền đi chơi như nào đâu, nhưng cứ xin tiền đi học là mẹ lại đưa tay ra đây này, nhổ răng cứ đi văn tán đi mà đi học, lúc nào cũng vậy, mà lúc nào cũng là nộp tiền học chót lớp luôn, mà bị nêu tên giống như mình không biết thể nộp tiền học đấy. Nhưng mà đến bây giờ là mình bị cái mất tự tin, không tin vào bản thân mình, với lại là bị sợ sai. Nhưng cái sợ sai của mình thì hiện tại bây giờ cũng đang dần xóa được rồi. Như đợt trước cũng không gắn bó với mẹ nhiều đâu, nhưng đợt này từ ngày học cái khóa sợ cái bụng xong thì mình hiểu nhiều hơn, mình bắt đầu tự cố gắng kết nối nhiều với mẹ hơn, hiểu mẹ nhiều hơn, thì là đến thời điểm bây giờ là cũng khá ổn rồi. Đấy là những nghĩ của em. Khi mà bị bố mẹ đánh thì thường sẽ có trở thành hai người, một là người sợ giống như bạn Tâm, hai là người gai góc giống như em gái bạn Tâm. Đúng rồi. Nhưng cả hai tình trạng này đều bị tổn thương. Cái tổn thương như bạn Tâm là tổn thương mong cầu sự thay đổi từ bố mẹ, là sẽ không đánh mình, yêu thương mình. Còn tổn thương của bạn thứ hai là gì? Tôi chứng minh tôi mạnh mẽ ở chỗ khác, tôi không mạnh ở trong nhà, tôi chứng minh tôi mạnh ở chỗ khác, tôi chắc chắn là tôi không thể đánh lại được bố mẹ tôi, nhưng tôi sẽ ra ngoài tôi mạnh mẽ và không ai bắt nạt được tôi. Đấy là cái tối thiểu nhất. Và cái đánh người khác là cái tối cái thứ hai bạn ấy mạnh hơn, nhưng rất may là bạn ấy chưa đánh người khác ở bên ngoài. Và cái những cái tổn thương tâm lý này của mọi người thì hầu hết sẽ phải có một cái lộ trình chữa lành rất là lớn. Và mình thấy rằng là cái hành trình thực hiện lòng biết ơn ấy, nó sẽ thực hành cái
nó sẽ thể hiện cái, nó sẽ khiến cho cái tổn thương giữa các bạn với bố mẹ nó nhanh hơn, nó lành nhanh hơn. Còn cái tổn thương đối với người ngoài thì mình không thực hiện cái lòng biết ơn, mà mình chỉ thăng bằng cảm xúc của mình thôi là ổn rồi. Nhưng tổn thương với bố mẹ là một cái tổn thương rất là sâu. Mình rất hay bị cái tổn thương là gì? Con nhà người ta hoặc là anh chị em nhà mình so sánh với mình. Cái thứ hai nữa là bố mẹ thì hay có kiểu thương cho roi cho vọt đấy, tư tưởng của các cụ ngày xưa là rèn con trong cái khắc nghiệt đấy. Là bố mình hay lôi cái môi trường quân đội ra để rèn hai chị em mình, mặc dù hai chị em là hai đứa con gái. Đấy, tức là có những cái mà rất là nghiêm khắc đấy. Thì là thường là mọi người sẽ sinh cái lòng oán hận. Tại sao lại đối xử với mình như thế, mặc dù mình là con ruột mà mình đang có một sự mong cầu khác mà bị đối xử như thế, thì cái nỗi đau của mình nó gấp đôi lên. Cho nên bây giờ mình chỉ có một cách chữa lành rất là nhanh và rất là hiệu quả, đấy là mọi người thực hiện lòng biết ơn với bố mẹ mình. Tức là tất cả những điều bố mẹ mình làm đều là vì mình. Mà thay vì mình tập trung về những cái tổn thương đấy thì mình tập trung vào những điều bố mẹ dành cho mình khác. Ví dụ như nuôi mình lớn này, sinh mình ra này, rồi là mua cho mình cái áo mới chẳng hạn, hay cho mình ăn học đầy đủ chẳng hạn. Đấy, thì những cái đấy là những cái có thể giúp các bạn chữa lành mối quan hệ giữa mình với bố mẹ mình. Và chỉ khi mình lành lặn một cách thực sự thì mình mới có thể yêu thương con mình một cách thực sự. Mình không thể cho người khác cái mà mình không có. Nên buộc mình phải lành lặn và buộc mình phải có lòng yêu thương. Bây giờ mình có thể mình không lặp lại đánh con, nhưng cái tổn thương của mình á, nó sẽ vô tình nó thừa kế cho con một phần nào đấy. Có hai điều mà mình sẽ thừa kế cho con: một là thói quen sống của mình, hai là tâm lý của mình. Vì thế cho nên là mình phải rất cẩn thận trong hai cái vấn đề này. Có thể là cái bệnh ung thư là một, những cái bệnh như kiểu gút, tiểu đường là hai, nó không có truyền nhiễm hoặc là nó không có gen di truyền. Nhưng thông thường những người sống trong cùng một môi trường sẽ mắc chung một bệnh. Đấy là gì? Đấy là do mình thừa kế cái thói quen sống, cái thói quen ăn uống lại cho con mình. Đấy là vì sao mọi người bảo là gia đình có một người ung thư thì những người khác cẩn thận. Không phải là cẩn thận vì là nó di chuyển, mà cẩn thận vì cái thói quen sống giống nhau. Còn lại 4 phút thì em mời mọi người ạ. Ai có cái tổn thương nào nữa thì mọi người có thể giơ tay chia sẻ ạ. Nhà mình còn ai chia sẻ không? Không, chị xin 1 phút nói cái trường hợp của Tâm ấy. Nghĩa là ngày bé chị cũng bị, tức là nó tổn thương rất là ghê gớm. Bởi vì là mình bảo nghĩ rằng trong cái thế kỷ 21 này chưa bao giờ có một người, mình có nghĩ rằng chắc chả bao giờ có một người mẹ chồng nào đối xử với con dâu đến như thế. Và mình cảm thấy rằng cuộc đời có lẽ là cái tổn thương đó làm cho mình không biết đến bao giờ mình có thể chữa lành được. Có những bạn học ơi, bạn học khóa giờ cái bụng nha. Có lẽ là mình không biết rằng là mình đã học đến cái khóa K7 này rồi, nhưng không biết là mình liệu mình có thể chữa được không. Đến khi học cái khóa cha mẹ trưởng thành thì mình nghĩ là mình có thể làm được rồi. Mình đã nói với chồng, ôi thế em có làm được rồi. Nhưng mà rồi đến một thời gian qua đi xong mình lại trở về. Tất nhiên là nó không phải trở về như cũ, nhưng mà có lẽ rằng là sẽ phải cần rất là nhiều thời gian nữa hơn. Thì cái đấy là cái mà có lẽ là người ngoài thì mình khó có thể tha thứ hơn được so với cái người mà máu mủ ruột thịt của mình. Thì cái đấy là cái mà mình xin chia sẻ. Thế còn nhà số 10 có chia sẻ gì không ạ? Vượng học khóa sợ cái bụng chưa? Chị Vượng ơi, mình thì mình chưa học khóa sờ cái bụng, mình chỉ học cái khóa 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa thôi, chứ chưa học khóa sờ cái bụng. Chị Vượng nên học khóa sờ cái bụng của thầy Dương Quang Minh. Và đến hôm nay đến ngày mai là hết hạn đăng ký rồi. Cái khóa này chính dành cho gia đình luôn. Và em nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với chị. Khóa sờ cái bụng nha chị nhé. Rồi, cảm ơn bạn. Đấy, điều rất là nên học, ít nhất là trong giai đoạn bây giờ. Nó đúng vào cái khóa này là về gia đình hạnh phúc luôn. Nó sẽ chữa lành được các mối quan hệ trong gia đình. Và em nghĩ là
không chỉ chị mà tất cả mọi người đều nên học khóa đấy. Thì em cũng, thế nên thì bây giờ thời gian có hạn ấy, thì em cũng chỉ biết chia sẻ cái việc đấy mà em cũng cảm thấy buồn, buồn thật sự. Và tối hôm qua cũng phải 2-3 giờ sáng ngủ, vì cũng viết, cũng tâm sự với con, cũng viết thư, cũng nhật ký cho con, là mình cảm thấy là mình đúng là lỗi ở mình, là không quan sát đến con, không quán xuyến, tin tưởng còn nhiều. Buổi sáng thì em dậy xong cái việc này là em dậy sớm lắm, em lại thổi cơm, xong rồi thổi cơm, nấu những cái bữa, nấu cơm thì đến trưa mà không kịp cắm cơm thì bảo con cắm cơm rồi các kiểu. Nên em thì cũng không biết thế nào, thì hôm nay cũng thảo luận ở đây để chia sẻ mọi người là tìm đến cái phương án ấy, để giúp em để có thể giáo dục con mình sớm hơn, là chữa cháy cho gia đình nhà mình và dập tắt cái đám cháy đấy nó một cách nó triệt để hơn ấy, để nó không le lói nữa ấy. Đấy là cái điều mà em cũng muốn chia sẻ. Ok chị Oanh. Chị Oanh chia sẻ làm em cũng giật mình, con em chị Đào Hương và tỷ chị đúc kịp lên chị ơi. Dạ. Giọng em thì cũng có thể khó nghe đấy, vì là mới hôm nay cổ em bị khản ấy. Với lại tiếng của ai như em cũng sẽ rất khó nghe. Mà buổi sáng thì em cũng nói nhỏ hơn một chút, vì sợ mọi người trong gia đình, nhất là sợ con em nghe tiếng, và sợ mọi người trong gia đình không ngủ được, thì em cũng đã xuống dưới nhà dưới rồi. Rồi, nhà mình chờ thôi. Chị vẫn nghe bình thường á. Vấn đề nhà chiều anh thôi tí, anh Hoàng ơi em có ý kiến là thôi tí lên nhà mình cô chúng hai nhà lại để mà bàn ra cái ý kiến của chị, giải pháp cho chị chiều anh được anh Hoàng. À, mình tạo rất hai nhà luôn. Hỏi sao hỏi cái sự bên nhà 11 á, cái gì nó đẹp nhau. Trao đổi. Thôi chị Đào Hương, chị đốc kịp giùm cả hai nhà đó chị ơi. Không hiểu ý lắm thì em sẽ liệt kê lại một số cái tổn thương thời thơ ấu. Dạ. Đây là tổn thương mình có đã gây ra cho con, đó là cầm dao đánh con này, rồi bị mẹ cho đòn vì đi la cà không xin phép này, rồi bị bạn đánh, bị bạn cầm gạch đánh vào đầu. Và cái vấn đề này hơi tím nha, mình làm xong rồi hai nhà gặp ý nhau và chia sẻ lên để cho khỏe cũng được, tại vì thời gian cũng đúng luôn, em cứ vô cả luôn nhá. Và một cái tuần rồi, chào mừng anh chị em, nhà mình đã về tiệc đông đủ. Nhà mình hôm nay có hai vấn đề cần phải giải quyết. Một đó là cái tư duy nhân quả, dạy con theo nhân quả. Và hai đó là cái nỗi đau. Thì trong cái khóa trước chúng ta cũng có một cái zoom, một cái zoom gọi là cứu thương cảm xúc về cái bài đó là mắc bệnh về tổn thương tâm lý, cũng như là hai thang thuốc để chữa mọi loại tổn thương. Thì chúng ta sẽ xem lại cái đó. Nhưng mà em cần phải nhắc lại một chút, em sẽ dành ra khoảng tầm 5 phút thôi để chúng ta nhắc lại về cái tổn thương, và em sẽ gọi là lang băm đi nha cả nhà, gọi là bây giờ là em chữa tổn thương đổ xỉ đổ lẻ này. Chữa tổn thương trên diện rộng thì em cứ bày thuốc ra nha, mọi người cứ tự hốt uống thôi. Thì có một và đến sau đó thì sẽ đến phần hỏi đáp về phần ứng dụng về nhân quả đối với những anh chị em nào mà mình chưa nắm rõ nhất. Thì ở đây mọi người giúp cho em này, đó là những ai mà đang nhận thấy rằng là những tổn thương của mình là do cha mẹ gây nên, thì mình sẽ gõ chữ 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 tôi, và chúng ta sẽ thấy rằng là những ai mà tổn thương là do cha mẹ gây nên thì mình gõ xuống, và những ai mà mình thấy rằng là cái tính cách của mình và cách hành xử của mình giống với cha mẹ mình ngày xưa thì mình gõ chữ tôi. Hai chữ tôi cho nó nhiều. Sau khi đến quả tôi cái ai cũng tôi hết. Nha. Rồi.
tôi nhẹ đúng không? Tôi đằng trước thì biết hoa, còn tôi đằng sau thì không biết hoa. Hơi hơi giống đúng không? Chỉ hơi giống thôi chứ không giống hoàn toàn. Và đến bây giờ đó, mà ai trong cái bài tập của Thu Ba mà nói rằng là cái nét tính cách nào của cái nét tính cách nào mà của các con á giống giống cha mẹ nhất, mà ai mà có cái chữ là sân giận này, nóng giận hay là cục tính này, hay là không quản lý được cảm xúc này, thì mình gọi tôi ba cái tôi đi cho nó máu. Đấy. Cứ có option nào là mình chọn ngay option đấy đúng không ạ? Lần sau sức kinh nghiệm em Hảo đưa ra option thứ ba thì mình gõ một thẻ. Nha. Thế là mình thấy nó có tính chất gia truyền đúng không ạ? Bố mẹ trao cho mình thấy giống, bây giờ mình lại thấy con mình nó giống. Mình thấy bắt đầu nó có sự gia truyền. Thì nha, em Hảo cắt nghĩa này. Thứ nhất, những ai mà chúng ta, cái ngày mà mình còn bé, mình chưa lập gia đình, mình chưa có con, thì mình có thể hiểu được rằng là mình bị tổn thương vì cha mẹ, thì có thể chấp nhận được. Còn những ai đã lập gia đình, đã nuôi con, mà mình vẫn thấy rằng những tổn thương gây cho của cha mẹ gây cho mình là mình không chấp nhận được. Là những người mà chưa trưởng thành và chưa thực sự làm cha mẹ, chưa thực sự biết nuôi con. Bởi vì các cụ đã có câu có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Vậy mà bây giờ mình nuôi con mình mà mình không thông cảm được cho những cái hành vi và những lời nói của cha mẹ ngày xưa, thì chứng tỏ mình là người thù lâu nhớ dai. Đặc thù của những người tổn thương trong quá khứ này, đó là diện rất giỏi văn. Rất giỏi văn. Vì sao ạ? Vì họ giỏi tưởng tượng. Họ nói những câu rất hay, rất dễ làm người khác xúc động, nên họ làm cho chính mình xúc động. Khi cha mẹ nói một điều gì đấy là cái đầu của mình nó thêu dệt lên đủ thứ chuyện. Và trong cái Zoom em có chia sẻ đó là chúng ta có hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất là do người khác mang đến, và mũi tên thứ hai nó cắm đúng vào chỗ đấy nữa, và mũi tên đấy do chính mình mang đến. Mình mang tên đấy bằng cách nào? Đó là cái sự tưởng tượng của mình, sự nhân lên ở trong đầu mình. Ồ, ba mẹ đánh mình tức là ba mẹ không yêu mình. Ba mẹ đánh mình tức là ba mẹ không thương mình. Ồ, ba mẹ nghĩ oan cho mình. Ồ, mình bị oan, mình bị oan, mình bị oan. Đấy là những người bản ngã lớn và viết văn hay. Tại sao? Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện rằng là có rất nhiều đứa trẻ thất bại vì bị cha mẹ đánh, quên đi ước mơ của mình. Nhưng chúng ta lại nghe rất nhiều câu chuyện là vì cha mẹ đánh mà chúng lại học rất giỏi. Và sau này những người học giỏi đấy là những người yêu thương cha mẹ. Cùng bị cha mẹ đánh mà có hai cách đối xử khác nhau. Vậy vấn đề ở chỗ cha mẹ đánh hay đối xử, hay là ở vấn đề đó là cách hành xử, cách đón nhận của hai đứa trẻ này khác nhau. Em Dung trong nhà của chúng ta có một câu chuyện, đó là gì ạ? Gia đình có 5 đứa em, cả 5 đứa đều phải chứng kiến cái cảnh bố bạo hành, đánh đập, và chứng kiến một người cha đó là không đi làm. Mọi thứ phụ thuộc hết trong gia đình của cha, của phụ thuộc hết vào mẹ. Và 4 đứa rất ghét mẹ, chỉ có một đứa ở giữa. Đứa thứ tư nó yêu mẹ vô cùng, yêu bố vô cùng, và nó thương bố vô cùng. Nhà em cũng như vậy nha. Có 4 chị em họ, không phải là nhà em mà là nhà cô của em. Trời ơi, không còn cái chuyện gì để mà nói về người bố đó nữa. Họ đánh con mà họ xả stress bằng việc đánh con, đánh vợ. Nhưng sao nó vẫn thương bố nó thế? Thương lắm mọi người ạ. Và mấy đứa nó học cực giỏi, đứa nào cũng có chí hết. Vậy sao có đứa này đứa kia? Vậy vấn đề là do mình tưởng tượng gì không? Mình thù dai vào cái bản ngã mình lớn. Rồi thứ hai này, đừng cái chuyện là chúng ta đừng nói rằng là mình bị ảnh hưởng bởi cái chuyện là ngày xưa bố mẹ mình dạy mình thế nào, bây giờ mình dạy con như vậy. Mọi người nhớ này, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Giống nhau thì hút nhau, giống nhau thì phải ở với nhau. Nếu mình bảo rằng là tất cả những cái tập tính sân hận của em ngày hôm nay là vì bố em ngày xưa đối xử với em như vậy, là mình chả hiểu gì về cái cách sinh hoạt câu lạc bộ. Sinh hoạt câu lạc bộ tức là anh chị em thích thì anh chị em mình vào đúng không? Bây giờ này, câu lạc bộ những người mê váy màu đỏ, chắc chắn là những người đấy toàn mê váy màu đỏ nên là về ở với nhau. Câu lạc bộ những người phát cuồng vì khủng long là những người thích khủng long ở với nhau. Nên chúng ta nhớ rằng đó chỉ là một điều cộng hưởng với mình thôi, chứ không phải là vì họ mà mình trở nên sân hận đâu. Mọi người hình dung ra không ạ? Vậy thì con cái không có quyền tha thứ cho cha mẹ. Mình không được hư như thế. Con cái không có quyền tha thứ cho cha mẹ. Bây giờ chị em nào mà nói rằng là
em ngày xưa em tổn thương nhiều lắm, mà sau một thời gian đi trị liệu đấy, rồi tu tập các thứ, nên bây giờ em đã tha thứ được cho cha mẹ của em đã kết nối được với ông bà này nọ, thì mình hiểu rằng cái bản ngã của này còn nguyên si. Cái bản ngã của người này còn nguyên si, họ đứng ở vị trí cao hơn, là họ tha thứ cho người cha và người mẹ của mình. Thế thì người này sẽ sẵn sàng bị một người khác làm tổn thương. Chỉ cần ai đó động đến cái bản ngã của họ là họ sân lên liền. Em đã tha thứ được cho người này, người kia. Không. Nghe này, người tốt hay người xấu ấy, họ chỉ có một việc duy nhất, đó là giúp mình nhận ra bài học. Họ đều là thầy hết, chỉ là người thầy sử dụng lầm từ, hay là người thầy sử dụng cái sự khắt khe. Nên người tốt với mình hay người xấu với mình chỉ là người giúp mình nhận ra bài học. Còn mình vượt qua bài học theo cách nào là chính mình. Nha. Một là tự tìm lời giải, hai là mở để học tốt ra. Nha. Chỉ có hai cái cách đấy mà thôi. Vậy nên là chúng ta không có quyền tha thứ cho cha mẹ. Rồi đến cái thứ ba này, tôi này đấy, là mình thấy rằng là nó sẽ có hai cái kiểu nha. Có hai kiểu, đó là em thấy ngày xưa bố mẹ em khắt khe với em lắm, nên là mà bây giờ em thấy mình cũng đang có những dấu hiệu khắt khe với cha mẹ, với con cái, và bây giờ em thấy con cái nó cũng có cái tính giống như mình nữa, vậy thế là mình không khắt khe với con nữa. Mình chưa biết cách thực hiện ân và uy, mà mình nới lỏng nó ra. Ít nhất vì ngày xưa mình hay bị bố mẹ đánh, nên bây giờ mình không đánh nữa. Nhưng vì mình không đánh nên mình cũng chẳng làm gì cả, nên đâm ra mình từ gì ạ? Đáng nghĩa ra từ một người cha người mẹ nghiêm khắc, thì mình lộn về một cái chiều hướng, đó là nhu nhược. Đúng không cả nhà? Mình thấy rằng là, và sau đó này, mình càng thấy những cái biểu hiện sân hận ở trên con cái của mình bao nhiêu, thì mình lại càng khó chịu với bố mẹ mình bấy nhiêu. Bởi vì mình hiểu rằng là ông bà gieo cho con cái tính này, bây giờ cái tính này nó lây sang con của con, ăn vạ đủ chuyện luôn đấy cả nhà, đổ lỗi không cho ai được, đổ hết cho người này người kia. Đúng không? Nếu mình càng thấy con mình xấu tính bao nhiêu là mình càng đổ lỗi cho ông bà bấy nhiêu. Mẹ đừng có nói như thế nữa. Mẹ nói như thế từ xưa đến giờ, mẹ nói với bọn con như vậy, bọn con bị tổn thương bao nhiêu, giờ nó lây sang cả tính của các con. Ăn vạ. Ví dụ bố mẹ ngoại tình tan nát. Ví dụ bố mẹ ngoại tình tan nát, làm tan nát hạnh phúc gia đình là lỗi do ai? Lỗi trái do ai hết cả nhà? Đến hôm nào em sẽ chia sẻ với mọi người một chuyện này. Cái chuyện như thế này này, cái người con á, cái đó là cái chuyện của người mẹ và chuyện của người bố. Và thầy Tùng đã nói rồi, cái đạo hiếu thứ ba của người con đó là phải hàn gắn được tình cảm của cha mẹ. Nhưng con thường nghe mẹ hoặc thường nghe bố đứng về một phe. Thường như thế. Và thế là chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là mình khóc thuê ấy cả nhà. Mình khóc thuê tức là ghen dùm mẹ, bất bình dùm cho mẹ. Mà mình đâu có hiểu vấn đề rằng là ở bố mình ngoại tình là vì nguyên nhân gì? Mẹ mình ngoại tình là vì nguyên nhân gì? Ở nhà bố mà không được làm con đực đầu đàn thì cái tỷ lệ ngoại tình cao lắm cả nhà. Tức là ở nhà ông giống như kiểu không có tiếng nói thì cái nguy cơ ngoại tình rất cao. Ở nhà ông mà bị coi là một người thất bại, một người vô dụng thì nguy cơ ngoại tình cũng rất cao. Còn một nhóm nữa, đó là bố mình sinh ra thuộc vào cái tuýp, đó là tuýp đào hoa. Đây là nó là gì ạ? Nó là cái khí chất, nó là cái thiên tính của con người, như Thu Ba nói là vì họ có cái tính kết nối và lan tỏa. Họ không chủ động cò cưa kéo cẩm ai cả, nhưng kiểu như họ bị phát ra cái loại tín hiệu như thế. Chính họ cũng không biết, thì đấy là cái nghiệp báo của bố mình. Còn y báo là mẹ mình phải là người hứng chịu cái chuyện đấy, tức là cùng là phải chứng kiến một cái chuyện đấy. Nên tại sao trong Ho'oponopono khi mà họ đọc lên cái lời chú đó là cảm ơn bạn, xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi và tôi yêu bạn. Tức là bất cứ một chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình cũng đều có phần lỗi của mình ở trong đấy. Nhưng vì mình không biết cái nhân của nó nên mình tự trách cái quả. Đúng không? Bố mình có sợ hút với người khác. Này có những người nhá, không có đẹp, không có giàu, mà ai người ta cũng thích ấy. Thì bây giờ nhà mình sẽ, anh chị em nhà mình ai có cái bài, có cái đường link của hôm buổi chia sẻ về cái phần đó là gì ạ? Đó là
hai thang thuốc để mà chữa cái nỗi đau trong quá khứ thì chúng ta xem lại nha. Thì em vừa đổi xỉ cho mọi người đó, nó chỉ có bằng để ý thôi nha cả nhà. Một đó là gì ạ? Cái tính của mình nó nóng cha mẹ mình là vì nó bị giống nhau, chứ không phải là vì cha mẹ truyền cho mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì ạ? Con cái không có quyền tha thứ cho cha mẹ, chỉ có quyền hiểu thương thôi. Khi hiểu thương thì mình sẽ làm khác đi được, còn khi tha thứ không làm khác đâu cả nhà. Còn bình tĩnh thì còn làm khác, còn khi mất bình tĩnh một cái là mình lại làm theo quán tính như bình thường, bản năng như bình thường nha. Và cái thứ ba nữa đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ không đổ lỗi trách nhiệm lên cho cha mẹ với những vấn đề của con cái chúng ta. Và chúng ta không nên có một cái áp lực tiêu cực về việc rằng bố mẹ đã đối xử với mình như thế này nên mình sẽ đối xử ngược lại nha. Nên con cái không có quyền tha thứ cho cha mẹ đâu. Chúng mình đừng để cái bản ngã của chúng mình lớn quá. Đừng để cái bản ngã của mình lớn quá. Vì vậy nên cũng đừng ai quỳ xuống và xin lỗi con rằng mẹ xin lỗi con, mẹ đã làm sai quá nhiều và từ nay mẹ sẽ sống khác đi. Con mình nó tăng bản ngã đấy. Mình chuyển hóa, mình để trong lòng, sám hối từ trong tâm. Thay đổi thái độ quan trọng hơn là cái lời nói ra. Không chơi quả chuyển hóa từ dây thanh quản nha. Ung thư vòm họng và sơ dây thanh quản đấy anh em. Rồi ok, bây giờ nhà mình có câu hỏi gì cho em về nhân quả không ạ? Nhân quả. Chị muốn Nhơ Hảo cứu trợ cho chị được không? Dạ, được ạ. Hôm qua chị cũng có chia sẻ với mày, hôm qua chị cũng có chia sẻ với chị Nhung ấy. Thì là hôm qua là nằm ngay bố chị, thế là bắt đầu là trông chị gửi cho chị cái video là con trai chị hút thuốc. Con trai chị năm nay là học lớp, năm nay lên lớp 6. Nên chị làm người dịch vụ thì công việc bận rộn cũng từ sáng đến tận đôi tối mới về. Thì hôm qua nằm ngay của bố chị thì chị đưa bố chị lên chùa, thì chị không kịp về để gan chồng chị đánh con. Thì đến lúc buổi chiều chị về sớm thì chị cũng có gần gũi cháu, chị hỏi cháu là mẹ hỏi con thế thì con hút thuốc từ khi nào? Đấy, con hút thuốc con cảm thấy như thế nào và con cảm thấy có lỗi hay không? Thì con có thấy hành động của con là sai không? Thì chị cũng chỉ hỏi cháu như thế thôi. Thì đến khi thì cháu, thì chị bảo cháu là tí nữa con ngồi, con viết cho mẹ một cái bảng tương trình. Là xong rồi con viết cho mẹ một cái bản xin lỗi và cái hành động của con như thế đúng hay sai. Thì vừa nãy em cũng có chia sẻ trên nhóm nhưng mà không kịp thời gian, thì cũng có hỏi cháu, thì cháu bảo là nhà em thì lại hay học, có nhận học viên học nghề, nhưng mà thường thường thì mình cũng toàn là giúp đỡ những các cháu mà các cháu nó nghỉ học sớm thôi. Hoàn cảnh thì cũng không có, thì nhà chị cũng không có lấy học phí, cứ nuôi ăn nuôi ở xong dạy cho các cháu nghề. Xong thì khi các cháu biết làm thì nhà chị cũng trả lương. Thì nó bảo là cách đây khoảng 20 ngày là nhà chị cũng có nhận một cháu. Đầu thường là xin là chị không nhận đâu, vì là cháu này thì được biết là cháu nó cũng nghịch ngợm lắm, sống tự do. Thế là mình cũng không nhận, nhưng mà đến khi mà thấy thương thương thì lại nhận. Nhận thì khi con trai chị bảo là con hút từ hôm 28 tháng 12 năm 2022 là do chú Hồng, bảo con hút và cho con hút. Ngày đầu tiên là cho con hút một điếu, ngày thứ hai là cho con hút một điếu. Thì mới hôm nay là từ hôm mùng 1/30 là các cháu nó về nghỉ Tết, cháu nó còn chưa lên. Thì con, khi con không được hút thì hôm nay con thấy có hai điếu thuốc ở trên bàn của ông, cho nên con đã hút và bị phát hiện. Đấy, cho nên con biết là hành động của con là thấy sai. Con cảm thấy hút thuốc là nó có đắng ở trong mồm. Đấy, nhưng mà chắc là cháu muốn thể hiện vì bé. Mà đợt này là đúng là chị cũng có nhiều việc nên chị cũng không quan sát được con. Trước mà con học cấp 1 ý, thì là con cứ gửi bán chú cho con hết ý. Con đi học từ 6 rưỡi đến tận 5-6 giờ chiều mới về. Mà nhà chị mà bận thì lại gửi ông bà, bà ngoại ý. Thì đến mấy hôm nay là cháu học bán chú, thì mình quan sát con thì thường thường là mình cũng lơ là hơn. Thì may là cái cháu, do cháu chỉ biết là cháu hút thuốc từ hôm 28,
mà em mà nhà chị nhận bé này là từ hôm 15 tháng 12. Thế nên thì cũng muốn là cố hảo cho chị một cái phao cứu trợ kịp thời để chị có thể là dập tắt cái đám cháy nhà chị luôn. Ok ạ. Thầy Quân có hai cách. Một là đánh dập đầu, tức là làm cho sợ hẳn. Tức là mình gọi là đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, để khi mà nó nhìn thấy cái điếu thuốc là nó nhớ đến trận đòn mà nó sợ. Nếu sử dụng cách đánh thì phải đánh cách đấy. Mà đánh thừa sống thiếu chết với một đứa trẻ 6, lớp 6 đó, là mình phải hiểu rằng là nó sẽ bị lờn nếu mà năng lực chịu đòn của nó tăng cao. Và với điều kiện đó là gì ạ? Nó là một cái bận tội mà mình sẽ nghĩ rằng đây là cái trận đầu tiên và trận cuối cùng mình đánh con trong cuộc đời này. Thì mình sẽ đánh như vậy. Và đánh xong là mình gọi xe cấp cứu cho nhập viện. Nếu đánh con thì hãy đánh như vậy nha. Còn đánh phủi phủi mọi người đừng đánh mất công. Rồi còn cách thứ hai đó là chúng ta chích ngừa. Thì bây giờ như thế này. Tuyệt chiêu cho những anh chị em mà có con hút thuốc hay bất cứ một thứ gì nha. Công thức là hút thuốc hay là tệ nạn xã hội hay là đua xe. Thì nó có hai việc. Một là các con tò mò. Và hai là bọn trẻ con nó không thích cái rượu đâu vì nó đắng và chát mà. Nhưng nó vẫn cố uống vì sao ạ? Bởi vì nó mặc định trong đầu rằng đấy là những cái hành động mà người trưởng thành làm. Nên nó nghĩ rằng khi nó làm như thế đó là nó có được cái sự đánh giá cao của các bạn. Cái sự ngông nghênh của nó, tức là nó tưởng tượng rằng như thế sẽ được các bạn đánh giá cao nha. Thì có hai cái mà mình sẽ cho trẻ con trải nghiệm này. Một, đó là gì ạ? Cứ mỗi ngày cho con hút nửa bao nha. Cứ sáng hút nửa bao xong chiều dẫn con vào viện phổi. Và cho con gì ạ? Trực tiếp vào đấy là để phục sự cho bệnh nhân ung thư phổi và lao. Tại sao mẹ bắt con hút? Bởi vì đằng nào thì con cũng ung thư con ạ. Nếu bây giờ hút thuốc từ năm lớp 6 thì đằng nào cũng ung thư. Bây giờ nếu mà bị bệnh sớm một tí, may ra lúc này con khỏe còn có thể chữa được. Thì bây giờ đưa con vào đấy để con xem luôn bệnh tình bệnh nhân phổi như thế nào. Cộng với cái việc là hút thuốc liên tục. Nha, cứ cho con hút thuốc liên tục nếu mà con cảm thấy hút được. Thì cứ cho con là mỗi ngày nửa bao. Nha, đấy là cái cách thứ nhất, đó là trải nghiệm trên thân. Và phải làm đồng thời cả hai cách, cả hai cái đấy. Còn một cái nữa đó là phải trải nghiệm trên tâm. Trải nghiệm trên tâm này, đó là mọi chị hãy chụp ảnh lên một đứa trẻ đang hút thuốc và một đứa trẻ đang hăng say lao động hoặc một đứa trẻ đang mỉm cười tử tế. Bảo với con rằng dán hai bức ảnh này vào một tờ giấy. Sau đó là con mang đi, con hỏi mọi người rằng cái hình ảnh nào mà mọi người cảm thấy thân thiện và đáng yêu hơn. Mọi người cảm thấy thích hơn thì tích vào đấy cho con một tích. Bởi vì con nó đang nghĩ rằng nếu nó làm cái điều này thì sẽ được nhiều người thích và được nhiều người đánh giá cao, được nhiều người quan tâm chú ý đến. Nó nghĩ như vậy mà đây là cái tâm tưởng của nó đấy. Đứa nào nó cũng tưởng như vậy hết. Đứa nào đang hút thuốc nó cũng đều tưởng như vậy nhá. Nó không hề biết là người ngoài tưởng như nào đâu. Kể cả các bạn gái luôn ấy. Người ạ, nó vẫn tưởng là các bạn gái sẽ thích nó hút thuốc. Cả các anh con trai bây giờ vẫn nghĩ như vậy. Mà đi thử hỏi khảo sát các chị mà xem, nhìn cái đoạn con trai hút thuốc trông con gớm luôn. Mọi người hình dung không ạ? Thì thầy Trần Việt Quân không có cho con hút nửa bao đâu, mà thầy thì chọn thuốc lào say ấy cả nhà. Đẩy nó đến cùng cực, cho dịp một điếu thuốc lào nó vật ngửa người ra luôn ấy cả nhà. Nôn mửa sặc sụa mà lớp 6 nó dễ lắm. Xong tao đấy, cái lớp 6 nó rất dễ để làm cái bài test. Thì đi hỏi ông bà, bạn bè này, cả bạn trai, bạn gái hỏi hết. Là con thích hình ảnh, các bạn thích hình ảnh nào thì tích vào đấy cho tớ. Và nhớ đấy, đó là gì ạ? Bên dưới cái bức ảnh, bên dưới cái bức ảnh nó là gì ạ? Cái bức ảnh là hút thuốc là phải có một cái hàm răng xỉn và cái miệng hôi nha. Bên dưới đó là phải có một cái hàm răng xỉn và một cái miệng hôi. Còn bên kia phải là một hàm răng trắng sáng. Thì mình sẽ thấy rằng là mình đi hỏi cho con đi làm bài khảo sát như thế. Và để mọi người sẽ giúp con nhận ra cái vấn đề đấy. Và chẳng có ai ấy, cho dù có đi chăng nữa thì số người tích vào cái bức ảnh bên kia kìa ít lắm, chắc chỉ có mấy đứa hút thuốc cùng với nó thôi à. Thế là nó rút được ra, đúc kết được ra luôn, con thấy không? Những ai là những người thích hút thuốc, à thích cái hình ảnh bên này, toàn là những cái đứa hút thuốc giống con. Đúng không? Thế thì có gì là khách quan nha. Vậy thì kể cả cho con đi hỏi những người mà nghiện thuốc lá, ngay cả bố là người nghiện thuốc lá đi chăng nữa, bố sẽ vẫn tích vào bên này. Bởi vì bố hiểu rằng là bố bị chót nghiện, bố không cai được, mới phải vậy.
cái người đang nghiện thuốc lá mà họ còn đang phải tích cái bên là không hút thuốc sẽ ngon lành hơn nữa không? Vậy nó đơn giản vậy à? Và bây giờ chị cũng không cần phải lăn tăn về cái chuyện rằng mình chót đánh con một trận để sau đó mình xin lỗi rồi. Con có hiểu không? Con hút thuốc là sai nhưng mẹ phải, nhưng mẹ xin lỗi vì mẹ đã đánh con. Wow, bọn trẻ con nó thông minh lắm đấy. Nó focus luôn vào cái điểm mẹ sai ấy, chứ nó không focus vào điểm nó sai đâu. Tập trung luôn vào chỗ mẹ sai á. Nên mình hiểu trong cái đầu của mình là ok, mình không cảm lý được cảm xúc, mình đánh con là sau mình sẽ không làm thế nữa. Mình hiểu trong cái đầu của mình thế thôi. Mình không cần phải nói rằng là con, mẹ xin lỗi vì mẹ đã đánh con. Bây giờ mẹ bình tĩnh lại rồi, hai mẹ con mình nói chuyện với nhau. Và nó biết, à mẹ xuống nước rồi. Muốn nói ngoa thì làm cha mà nói. Chúng ta có quyền nói ngoa, nhưng em Hảo nói rằng phải hiểu trong cái đầu của mình nó đang nghĩ gì. Cái đầu của mình nó trưởng thành là được. Cái đầu của mình nó nhận thức đúng vấn đề là được. Còn cái hành vi bên ngoài rồi, đã chót làm rồi thôi bỏ qua. Đừng mất công dằn vặt vào cái chuyện đó. Thì hy vọng rằng là cái phương án của em có thể giúp được chị Oanh giải quyết được vấn đề này. Vậy thì bây giờ nếu con đã viết bảng tường trình và con đã nói rằng là ok, con sẽ không hút thuốc lá nữa. Nha. Vậy thì bắt đầu mình để cho nhân quả này, mình đưa nhân quả logic này. Con hứa với mẹ là con không hút rồi đấy nha. Trung thực đến tận cùng nha. Trung thực với chính mình là nền tảng của đạo đức đấy nha. Một cái người mà nói dối chính mình thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhưng nếu trong trường hợp con vẫn bị bạn bè hay là con nhìn thấy các bạn mà con hút, con thích, con hút theo đó, là mẹ con, mẹ mình sẽ tiến hành như thế này này. Đó là con sẽ được phép hút nửa bao mỗi ngày, và hai mẹ con mình sẽ phụng sự cho bệnh viện phổi và bệnh viện ung thư. Nha. Nếu mà con còn hút thuốc và mẹ nhìn thấy con hút thuốc một lần nữa, thì con sẽ phải làm những bài tập này cùng với mẹ. Tức là nếu bây giờ con... Dạ. Chị đang có một cái... Hôm qua đấy, thì chị cũng gọi điện cho em trai chị. Nó cũng gọi là làm công an ấy. Thì chị bảo nó là mai mới dẫn cháu đến cơ quan. Mày nhờ hai người bạn của mày đưa vào phòng làm việc riêng. Dọa cho chị một trận. Bởi vì là chị bảo nó, mày biết, nó viết là bản tương trình gửi bố mẹ và công an. Hiểu không? Thế chị mới bảo là, chị mới nhờ em trai chị là mai mới dẫn đến cơ quan. Xong mày nhờ hai người bạn của mày đưa vào phòng riêng. Xong rồi giáo dục cháu cho chị, rồi chấn chỉnh cháu cho chị. Thì chị cũng chỉ biết như thế thôi. Thì nhưng mà cái phương pháp đấy thì chị cũng nghĩ là nó, mình cũng dọa con thôi, nhưng mà không biết nó sẽ có một cái nghĩ như thế nào đấy. Còn lại thì chị cũng buồn là hôm qua chị cũng không ngủ được, vì mình vừa đuổi một đứa nhân viên này, thì sợ nó vẫn, nó mới có sinh năm 2006 thôi. Thì mình cũng đã hứa là mình sẽ lên đấy mình dạy cho nó nghe để nó không, nhưng mà bây giờ trong chị là đuổi rồi, vì sợ là hỏng con đấy, vì mình cũng không giáo dục được con mình, chưa chi là đã làm sao mà dạy được nó. Vì là hôm đấy là cho nó nghỉ ở nhà để nó tiêm phòng COVID đi Hảo. Dạ. Nên hôm đấy là cho nó nghỉ 28, là cho nó nghỉ ở nhà để nó tiêm phòng COVID. Thì bạn chú bảo con là hút đi, không làm sao đâu, thế thì con mới hút Hảo ạ. Dạ. Nên rất là chồng chị thấy như thế là gọi điện là nói với bố mẹ là thôi không phải bảo cháu lên nữa, cho cháu ở nhà luôn. Đấy là trong quá chị cũng cứ suy nghĩ mãi, và chị buồn bởi vì là cũng sẽ một người là nữa là sẽ bị xa ngã này, và vì là mình nó không có việc làm, với lại con mình lại bị cám dỗ với những cái đấy rồi. Đấy, chị cũng buồn. Chị giúp đỡ được những con người như thế thì sau con mình nó không có lặp lại những cái đấy nữa. Nhà chị thì, toàn nhân viên trẻ mà ít tuổi lắm. Toàn nên là vấn đề là mình mới nghe cái bản tường trình của con mình là mình cho họ nhân viên ở nhà luôn. Đấy. Thì cái đó thì chị cân nhắc, nếu cậu bé đó gọi điện lại cho mình thì mình cũng nên mở cửa cho cậu ấy thêm một cơ hội. Bởi vì sao mình đuổi họ khi họ chưa biết lỗi họ sai. Mình đuổi họ khi chưa biết lỗi họ sai thì đúng là một điều đáng tội nghiệp, bởi vì là họ bị thêm hận chứ họ không nhận ra bài học cái chuyện đó đâu. Rồi mẹ làm dịch vụ nên là xử lý con là theo phương pháp xã hội đen luôn đó, mời công an lên và để dọa dẫm. Mọi người làm như thế là sau này con nhìn thấy công an là sợ chối chết luôn đấy cả nhà. Nhìn thấy công an là lấm lét như kiểu có tội phạm. Bây giờ anh em nhà mình cứ thấy nhìn thấy công an giao thông là tự nhiên nó chột dạ, nó nhục nhục, là vì mình bị sợ công an.
không được làm như thế. Và cho dù có dọa như thế, dọa như thế, bởi vì bây giờ con mình nó đang nhỏ như thế, sau này nó lớn lên nó mạnh hơn cả hai chú kia thì không ai dọa nổi nó nữa đâu. Không dọa dẫm nha, mà phải nhân quả là phải chứng nghiệm trên thân. Cái việc con hút thuốc rồi sau đó con bị công an đưa vào đồn ấy, là hai cái này nó không liên quan gì đến nhau. Bởi vì rõ ràng hút thuốc không bị bắt, rõ ràng hút thuốc không phải vi phạm pháp luật, mà nó lại bị dính líu tới công an là nhân quả không liên quan, con khớp thì với nhau ấy. Nhân này, hút thuốc, quả là viêm phổi. Nhân này, hút thuốc tạo ra hình ảnh ngông nghênh và không ai ưa. Nhân này, một cái người mà gì ạ, thay vì hút thuốc thì trải răng trắng tinh mỗi ngày và cười nói hoan hỷ, sử dụng hai ngữ thì ai cũng yêu, ai cũng quý. Nhân quả nó phải đi với nhau, nhân quả tự nhiên hay nhân quả logic nó cũng phải đi với nhau, nhưng mà mình cứ thay trời hành đạo nên là cứ tạo ra những cái quả lố ấy cả nhà, lúc nào cũng là cây bưởi thì đẻ ra Phật thủ ấy cả nhà, nên là mình ghép cành. Nha, thì hy vọng rằng chị Oanh làm như vậy, mình làm giáo dục. Bây giờ con đã hứa không làm được gì nữa rồi, bây giờ chị phải đẻ cả cái trách nhiệm lên như này này. Con hút thuốc đó, con nghe lời chú con hút thuốc, để mà bây giờ là bố giận chú mà bố cho chú ở nhà luôn rồi đó. Nên không phải là mình cứ thấy ai xui gì là mình cũng làm theo đâu. Lớp 6 rồi, mười mấy tuổi rồi là con phải biết phân biệt đúng sai. Con phải biết phân biệt đúng sai, không phải mỗi chuyện này, chuyện sau cũng như thế. Chuyện sau cũng như thế. Nha. Nếu bây giờ đấy mà con khuyên được chú, con viết một bức thư cho chú, nói với chú rằng là chú cũng bỏ thuốc đi á. Viết cái bức thư đấy cho chú. Xin lỗi chú, vì cháu nghe lời chú hút thuốc mà để bố mẹ cháu giận đấy. Và nếu mà cái cậu bé 2000 kia mà cậu có gọi điện lên mà cậu nói rằng là cho con đi làm lại á. 2005 đấy em. 2006. Dạ, 2006 đó mà nó gọi điện lên và sẽ cho con xin đi làm lại thì mình hãy cho cả hai đứa một cơ hội. Và nếu sau này hai đứa con hút thuốc nữa thì cho châm thuốc cho nhau hút nha. Cứ một đứa cầm cho một đứa kia hút, cứ một đứa cầm một đứa kia hút. Hoặc là hai ngày hai đêm không ăn gì, đứng khiêng cái điếu thuốc các cả nhà. Không ăn uống gì hết, đứng khiêng điếu thuốc đi. Cứ ban ngày thì phụng sự đội đến đưa cơm rồi phụng sự cho những cái người bệnh nhân lao phổi, cứ ngồi ở đấy đợi. Ai có người ta có cần cái gì thì mình giúp đỡ, còn nếu không cứ ngồi im đấy nhìn họ ho ấy cả nhà. Nhìn người ta ho ra máu, người ta vật lộn, người ta không thở được. Người ta suy hô hấp, người ta phải sử dụng bình oxy. Những người bị ung thư chưa chắc đã do hút thuốc, nhưng những người nào mà hút thuốc trên 10 năm chắc chắn sẽ ung thư phổi. Mình cứ phải nói với con như vậy. Những người ung thư phổi chưa chắc đã là hút thuốc, nhưng những người hút thuốc chắc chắn sẽ ung thư. Không phải bàn cãi gì nữa. Mà chỉ hút ít năm hay lâu năm thôi. Bây giờ mới có lớp 6, có mười mấy tuổi mà con hút thì chết. Trong chị không hút thuốc đâu. Dạ. Trong chị không hút thuốc. Vâng, có liên quan gì đến chồng chị đâu. Giật này mình luôn khi con mình hút thuốc thì em ạ. Mình thấy là nó không có biểu hiện gì. Chị vẫn quan sát con nhưng mà đúng thật gì đó. Ngày xưa mà em có đi hát karaoke đâu. Vậy mà em đi hát karaoke nè. Nó đâu liên quan đâu. Không liên quan. Chuyện này nó không liên quan. À không, ý là chị đang nói là khi là mình nhìn thấy hành động đấy của con, nó đúng là mình tái hỏa luôn ấy. Mình sợ luôn ấy. Thiếu gì mà sợ, những cái ngày xưa, những cái gì bây giờ có, ngày xưa mình có đâu. Nên là còn nhiều cái sợ lắm chị. Cứ bình tĩnh mà run nên là... Chị xử lý cái vụ thuốc này rồi. Cái vụ thuốc này thì con nó sẽ sau này với heroin nó cũng sẽ từ chối được, với rượu nó cũng sẽ từ chối được. Nó cùng chung một công thức. Mình gọi chung là công thức chất kích thích. Rồi, ok. Còn ai có câu hỏi gì dành cho em Hảo nữa không ạ? Chị có câu hỏi muốn nhờ em trợ giúp. Này, cô Thu Hà nói này, bé như em 2 tuổi đã thích ngậm ống khói rồi. Tức là nó nhìn cái hình ảnh nghe này thích lắm, vì nó kích cái tính ngông ở trong con người lên, thích ngông lắm mọi người ạ. Cứ một mình nó thích thế thôi, ai nhìn cái người ngông người ta cũng thấy khó chịu hết luôn. Trẻ người non dạ như vậy, 2 tuổi mà thích ngậm ống khói thì nhìn cái gì hình que cũng kẹp vào hai ngón tay xong đưa lên đây hút. Hay vậy. Rồi ok. Em mời chị Hạnh ạ. Chị thấy là cái phản xạ của chị với con rất là kém, là một hai là cái cách để mà chị sử dụng để đặt câu hỏi vào để giáo dục con ấy tệ cực kỳ luôn, nên chị muốn nhờ em làm nào để chị có thể vận dụng được điều đấy.
nhất là trong cái vấn đề nhân quả thì càng cần đặt câu hỏi, nên chị kém lắm, để em tư vấn. Không có cách gì là luyện hết chị. Cái người nào mà phản xạ với con càng nhanh là những người được tham con càng nhiều. Tham, mình muốn con mình chuẩn chỉ nên mình muốn sửa càng nhanh càng tốt, tức là mình kỳ vọng rất nhiều vào con nha. Thường là nó con nếu thì này. Nếu mà bố mẹ kỳ vọng vào con thì con áp lực, thì con áp lực. Vậy thì cái nếu thì đấy sẽ đi với càng càng, tức là càng kỳ vọng thì con càng áp lực, và mình càng kỳ vọng con hoàn hảo thì mình càng thích sửa, mình thích sửa luôn và ngay. Đây em chia sẻ cho mọi người, đợi em một chút nha, em tìm cái bức ảnh đấy đã. Hôm qua em tìm thấy cái bức ảnh đấy ở đâu ta? Đợi em một chút, em gửi lên trên nhóm Zalo này và em sẽ chia sẻ cho cả nhà cái bức ảnh. Để bây giờ từ nay trở đi, trước khi mà mình muốn phản ứng gì với con của mình á, nha cả nhà. Mình muốn phản ứng gì với con của mình thì mình đặt ra, mình quay về phòng xong mình tự hỏi mình 6 câu này đã. Mình tự hỏi mình 6 câu này. Rồi sau đó là mình quay ra sau. Bởi vì chị Hạnh sẽ phải hiểu được rằng là con của mình ấy mà không, con của mình mà không, mình nói lúc này cũng không có giá trị gì. Mình nói lúc này cũng không có giá trị gì. Đợi em một chút, em mở thử ra xem. Và em sẽ gửi cái bức ảnh này vào cho cả nhà mình. Đây là câu hỏi tuyệt chiêu của thầy Trần Việt Quân để tìm ra vấn đề. Và cái việc của nó chính là về việc đó là để cho mình khỏi nghĩ lung tung. Bởi vì ngay khi con có một hành động sai quấy là cái đầu mình nó tưởng tượng, ô, chuyện này lặp lại thì nó sẽ như thế nào, lần sau lặp lại thì nó sẽ như thế nào. Nhưng có những chuyện mình phản ứng ấy, là những chuyện mà phải đến 3 năm nữa nó mới lại lặp lại một lần nữa. Đúng không ạ? Có những chuyện nó 3 năm nữa nó mới lặp lại một lần nữa, nhưng mình lại cứ phải muốn sửa ngay bây giờ. Và chả có, và nó sửa để làm gì trong khi không có cơ hội để ứng dụng. Mọi người ý hiểu ý của em không ạ? Ví dụ như em bảo, nó bảo là hôm nay nó chào, nó bảo nó gặp một người là tại sao hôm nay con không chào bác ấy? Bởi vì là con thấy không có thiện cảm với bác ấy. Không được, lần sau gặp lại bác ấy con phải chào nhé. Mà cái bác đi chuẩn bị đi ra nước ngoài 4 năm nữa mới quay trở lại. Nhưng mà mình lại đặt cái trường hợp này rất khắt khe lên. Hôm đấy là cái hôm cuối cùng mà gia đình mình gặp bác ấy, vì bác ấy ra nước ngoài 4 năm nữa mới quay trở lại. Không được, lần sau con phải chào nhé chứ. Người ta làm gì con mà con không chào người ta? Kiểu vậy á cả nhà. Tức là có rất nhiều, mình hãy quan sát lại. Anh chị em nhà mình cứ quan sát lại đi. Có rất nhiều tình huống mình chỉnh sửa con mình nha, mình chỉnh con mình, nhưng mà cái tình huống đấy phải 4 năm nữa mới lặp lại. Cái việc nó vô tình đánh vỡ cốc ấy cả nhà, có phải ngày nào nó đánh vỡ đâu. Đánh vỡ cái cốc này 3 tháng sau nó mới đánh vỡ lại. Mình đừng dạy nó lần sau không được đánh vỡ cốc nha. Mà là trước khi nó cầm cái cốc lên ấy, là mình phải bảo con, còn nhớ hôm qua đánh vỡ không? Cẩn thận nha. Nhưng mình dập nó một trận kinh khủng khiếp luôn. Cách đặt câu hỏi, tư duy sâu sắc. Bây giờ nhà mình phải tự luyện thôi, không có cách nào cả. Nhân này sinh ra là có do quả gì? Quả này là do nhân gì? Đâu là nhân cốt lõi? Hãy liên hệ đến vấn đề của bản thân mình. Giải pháp nào cho vấn đề này có phù hợp với nguồn lực hiện tại không? Hành động này, trong bằng này hành động thì hành động nào làm được ngay? Qua việc này thì có giúp tâm mình trong sạch hơn không? Nha. Bây giờ em Hảo cắt nghĩa này. Mình có một sự việc gì đó xảy ra, thì mình sẽ phải hỏi rằng là kết quả này là do nhân gì gây nên. Hoặc mình chuẩn bị làm một việc gì đó thì mình phải nói rằng cái nhân này nó sẽ sinh ra cái quả gì. Tức là trước khi mà mình mắng con là mình phải hỏi rằng là cái chuyện mắng con này sau đây, tiếp sau đây nó sẽ sinh ra quả gì. Rồi này, mình sau đó này, mọi người giúp em là bực lắm rồi, chạy về phòng bắt đầu lôi 6 câu hỏi này ra làm lần lượt từng câu một nha. Nếu liên quan đến nhân thì tìm quả, mà liên quan đến quả thì tìm nhân. Sau đó mình gạch ra đầu dòng khoảng tầm 7 đến 8 ý, mười mấy ý cũng được luôn. Mình nhìn vào những cái ý nhân và ý quả đấy, bắt đầu mình tìm lại đâu là nhân cốt lõi, đâu là quả cốt lõi. Thế nào để chúng ta tìm được cái cốt lõi? Mẹ quét nhà sạch sẽ rồi đấy. Mẹ quét nhà sạch sẽ rồi đấy, bày ra chết cái tu. Nhà đang bề bộn thì không sao, mà vừa quét xong mà bày ra thì chết. Nha. Rồi, bây giờ nha. Đó là gì ạ? Trong 8 cái ý nhân và quả đấy, ý nào là ý cốt lõi? Làm thế nào để tìm ra ý cốt lõi? Đó là nếu một cái ý đấy mà mất đi thì tất cả mọi thứ không. Nếu một cái ý nào đó mất đi thì tất cả những thằng khác là vô nghĩa.
mình sẽ phải gạch dần đi, cái nào là cái quan trọng, cái nào là cái không quan trọng, gạch bớt đi, cái nào không quan trọng gạch bớt đi, gạch bớt đi, để lại một hay hai cái thôi. Ai mà để lại được một cái là ngon nhất. Mọi người hình dung ra ý của em hả không? Ví dụ này. Ví dụ này. Cái quả của cái việc mình đánh con nha, cứ coi như là mình đã phản ứng xong rồi đi. Mình phản ứng xong rồi đi, đó là kết quả là mình đánh con. Mình đánh con và mình nói nhân của cái việc mình đánh con này là gì? Thứ nhất, do con nghịch cái này, nghịch cái kia. Và điều này không tốt cho con. Mình muốn tốt cho con, mình ghi luôn là mình muốn tốt cho con. Cái thứ hai nữa đó là cái này là do mình sân. Do mình sân. Và cái thứ ba nữa là do nó bướng. Ví dụ thế, mọi người ghi hết ra đi. Và trong ba cái đấy mình xem cái ý nào là ý cốt lõi, tìm ra nhân và quả của nó. Nếu nhân ấy là do là mình muốn tốt cho con mình, vậy mình đánh con của mình có tốt chưa? Vậy thì lần sau mình sẽ dùng một biện pháp, đó là mình tìm cách khác. Còn nếu nguyên nhân là do mình sân ấy, thì tại sao mình lại sân? Và giải pháp nào để cho mình hết sân? Tức là mọi người chỉ tìm được ra một cái ý cốt lõi thôi. Ý nào cũng được, chưa biết đúng sai, nhưng mình tìm ra một cái thôi. Nếu không biết cái nào đúng sai thì chọn lấy một cái mà mình cảm thấy là quan trọng nhất. Mình tự chọn lấy một cái quan trọng nhất. Sau đó là mình hỏi là sao ạ? Giải pháp này nào phù hợp cho vấn đề này? Và trong bằng đấy giải pháp nào thì phù hợp với nguồn lực của mình bây giờ? Đồ gạch dần đi. Xong trong số đấy là cái hành động nào mình sẽ làm được ngay lập tức thì mình làm luôn. Minh ơi. Minh ơi dạy kèm. Mọi người hình dung không ạ? Mình làm luôn. Xong sau đó này, mình làm xong á, mình đến chỗ này này, là mình phải hỏi rằng là qua việc này có giúp tâm mình trong sáng hơn không? Ví dụ mình nói rằng mình muốn quay lại mình chửi con luôn một trận nữa. Minh ơi. Mình muốn quay trở lại mình chửi con thêm một trận nữa. Cái việc này nó có làm mình tốt lên không? Có thể là giúp cho con gì ạ? Nhận được ra lỗi lầm hay nhận được cái tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng nó làm cho mình tâm tính trở nên mát mẻ hơn, dễ chịu hơn, hay nó khiến cho mình thành cái thói quen nóng giận hơn. Này chị Hạnh phải nhớ này, rèn luyện đủ lâu đủ sâu và nó tạo thành một cái nếp nghĩ phản xạ tự nhiên. Thì cái này là thầy Quân nói phải ít nhất là 6 tháng cho tới 2 năm, tùy vào mức độ đúc kết của từng người. Thì em Hảo mất 6 tháng học thành Trần Việt Quân và mất 6 tháng đúc kết lại là đúng vừa tròn 1 năm, thì nó thành một cái thói quen, đó là thói quen tìm ra cái lõi. Gặp vấn đề gì nào em đi thẳng vào cái lõi thì khỏi phải tranh cãi rườm rà bên trên. Nhưng nếu mình chưa thể tìm được cái lõi chính xác thì ít nhất tìm cho em một cái thôi. Đừng có lúc nào cũng chị tính của chị nóng tính là bởi vì là như thế này, như thế này, như thế này, và như thế này, và như thế này, và như thế này, thêm nữa là như thế này, như thế này, như thế này, ngoài ra là như thế này, như thế này, như thế này. Đã thế nó lại còn như thế này, như thế này, như thế này. Thế là mình nhìn vào đấy là mình không biết giải quyết vào đâu đâu cả nhà. Vì là mình chăm chăm mình đổ lỗi cho đủ thứ nguyên nhân. Không, làm cái gì làm có một cái thôi. Xong mình tìm cái giải pháp mình giải quyết cái thằng đấy. Mình làm một cái thôi. Còn nếu mà mình siêu hơn thì mình tìm ra cái nào là nhân. Và theo kinh nghiệm của em ấy, cứ cái gì mà nó thuộc về yếu tố chủ quan, tức là từ mình phát sinh ra thì thường nó là lõi. Còn từ do những yếu tố bên ngoài thì thường không phải là lõi. Bởi vì mình hiểu là như thế này, cùng là cái trường hợp như thế, nhưng khéo khả năng bà nội xử lý khác, bố xử lý khác, mình xử lý khác. Vậy vấn đề không phải là vấn đề ở lỗi của con, vấn đề là do cái cách phản ứng của mình. Đấy, cái lõi, kinh nghiệm của em này, cái lõi là thường là những cái nguyên nhân hoặc những cái kết quả mà nó đi từ mình mà ra. Còn cái gì khách quan bên ngoài không phải là lõi. Nó chỉ là yếu tố khách quan thôi. Tức là mình gọi là tình tiết gia tăng. Tình tiết giảm nhẹ hay tình tiết gia tăng là bọn khách quan bên ngoài. Còn nguyên nhân và bị cáo chính là mình. Thì đấy là kinh nghiệm của em là như vậy. Thì anh chị em mình thử thực tập và quan sát thêm. Nói chung là chị Hạnh chuẩn bị đi tiếp với em 49 ngày nữa. Bởi vì kết thúc K7 thì em Hảo sẽ cho ra một gói đào luyện 77-49 ngày. Cái này của mình ấy đang làm bài tập để nhận ra vấn đề nha. Rồi giải quyết vấn đề nào đó là mình đi vào cái quá trình 49 ngày rèn luyện thân tâm trí. Sẽ có một câu lạc bộ đấy. Nhưng với những anh chị em nào, vì là đơn xét tuyển
đơn xét tuyển đó, là sẽ xét từ trên xuống dưới, đó là những người nào tham gia càng nhiều khóa càng tốt, làm ban cán sự càng nhiều khóa càng tốt, và cái tỷ lệ làm nộp bài tập và tham gia Zoom chuyên cần càng cao càng tốt, thì sẽ được tham gia vào team 49 ngày và em Hảo sẽ không nhận quá 50 người trong một khóa. Bởi vì là chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập đấy, làm một bài tập trong vòng, à quên, làm một đề bài trong vòng 49 ngày liên tục. Và chúng ta chỉ cần báo cáo thôi, và kiến giải, và hỗ trợ và support lẫn nhau 50 người. Và em Hảo chỉ có thể take care được 50 người thôi, bởi vì là lực lượng của 30 ngày rất mỏng, không thể nào mà đồng hành được với anh chị em bằng cách là đó là phải có cả ban cán sự đi giục mình hỏi chị ơi nộp bài chưa, chị ơi đến giờ rồi, chị ơi cố lên nha, chị ơi đừng từ bỏ nha, không, không được. Vào đây là phải gấu lên, luật chơi rất gắt. Không có tiền cam kết nha cả nhà. Free, không có tiền cam kết. Mọi người kinh không? Cái gì giải quyết bằng tiền là những chuyện quá đơn giản mọi người. Những thứ mà mua được bằng tiền là những thứ rẻ nhất trên đời. Nên em không chơi tiền cam kết, có đóng 5 triệu cho em cũng không được. Cứ thụt dầu 200 cái trở lên là ngon. Tất cả giải quyết bằng thụt dầu và chạy bộ. Và nhịn ăn. Và nhịn ăn nha. Mình chơi gấu lên đi. Em biết chị em mình trông thế thôi nhưng mà thích gấu lên, bởi vì là gì ạ? Mẹ múc ra cho con nha. Là cái máu sư tử Hà Đông nó có sẵn trong mình rồi, nên là cứ cái gì gấu là mình thích. Đúng rồi con. Nha, thì rất là mong là sẽ anh em mình sẽ đủ tìm được một team. Không lấy 50 người, chỉ lấy 49 người thôi. 47-49 người. Nếu mà chơi gắt hơn là mình chơi loại đến khi nào cuối cùng còn có một người, nên là đấy là tinh hoa của khóa học. Mỗi ngày loại một người, mọi người có chơi như thế không? Nha. Thì mình sẽ chơi như vậy. Chứ còn đi xong 30 ngày này, anh em mình về đó là không có ăn thua gì hết. Và với những anh chị em mà mình thấy rằng học 4 khóa rồi mà thấy nó cứ như thế này là không được, bắt buộc phải áp suất và đẩy mình lên. Nha, thì hy vọng rằng sẽ được gặp lại chị em mình trong cái khóa sau Tết. Là sau đây thì sẽ được public cái, đến trước Tết thì sẽ public link luôn cái link đăng ký đấy và chạy song hành. Có một cái 30 ngày thì bên các anh chị em đang cai gen đó là sẽ có hành trình song hành cùng với các con. Tức là 30 ngày bố mẹ dậy lúc 4 giờ 30 sáng thì các con cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng. Cả nhà dậy thì bọn em gọi nó là gia đình giờ dần. Khả năng phải chuyển cái dự án này thành dự án gia đình giờ dần. Nha. 30 ngày xong sau đó là bố mẹ được đẩy qua lớp 49 ngày và các con cũng được đẩy qua lớp áp suất cùng với lại là cô Thu Ba với một loạt kỹ năng sống. Mọi người thấy chất không? Gia đình giờ dần, cả gia đình sư tử với cả hổ gầm hết. Nhà cháu sư tử Hà Đông gia truyền, ba đời làm sư tử. Không gấu gấu. Ngày xưa thầy Quân bảo với em là Thảo đừng có dạy lớp dạy con bản lĩnh như đại bàng. Em đúc kết lại cái khóa đấy đi rồi cho ra cái lớp là dạy con như xếu đầu đỏ. Bởi vì là em Hảo đen quá thế. À, em Hảo còi quá, gầy. Nên thầy bảo là phải dạy con như xếu. Mình phải dạy con như hổ vồ luôn. Bây giờ mình cũng vẫn là hổ vồ luôn. Mình cũng vẫn gầm lên nhưng mình gầm theo cách khác. Nó là tiếng gầm của sư tử hống. Tiếng gầm của sư tử hống tức là làm sao ạ? Một con sư tử trước khi mà nó ra khỏi, nó đi săn nha cả nhà. Bởi vì nó là sư tử nên nó rất đường hoàng chính chính. Nó gầm lên 3 tiếng gầm để nó nói rằng ta đi săn đây, các người hãy chạy đi. Nha. Chứ không phải là lén lén lén. Mọi người thử để ý cái con sư tử mà xem. Nó đi săn, nó đến cái đàn nào là cả cái đàn biết sư tử đứng lù lù ở đấy rồi mọi người ạ. Nó rón rén, nó tìm thế là để nó tìm thế vô thôi. Chứ còn nó không phải là nó trốn trong bụi rậm giống như công an giao thông của mình là chờ bắn tốc độ đâu. Nha. Rất là đường hoàng chính chính. Sư tử, tiếng gầm của sư tử là một tiếng gầm gì ạ? Là một tiếng gầm đầy từ bi. Nó nói rằng ta đi săn đây, hãy tránh đi nha. Nhân quả logic này. Con, đừng nhảy lên bàn nữa nha. Nhảy lên bàn nữa mẹ sẽ phạt vào chân đấy. Mình phải nhắc ngay tại thời điểm đấy. Chứ đừng có nhắc thứ hai xong đến chủ nhật nó mới nhảy lên bàn cả nhà. Thì nhá, mình nhắc cái ngày thứ hai nó nhảy lên bàn. Thì mình nói rằng mình phạt vào chân nó xong nó kinh, đến đầu nó nhớ được. Nó bảo rằng là nó không nhảy lên nữa nhưng đến thứ bảy nó quên mất. Con mình nó quên, mình là một người mẹ đầy từ bi, mình phải hiểu rằng con mình quên mất rồi, nó lại nhảy lên bàn kìa. Và nói con, không nhớ thứ hai mẹ nói gì sao, nhảy lên bàn là mẹ phạt nha, tính từ thời điểm này nha. Và sau đấy lần sau nó nhảy lên bàn bắt đầu lúc này mình mới phạt, thì nó không khóc. Suốt từ hôm thứ hai nha, hôm thứ hai mình dặn nó không được nhảy lên bàn nha, đến tận hôm thứ bảy nó nhảy lại. Mình vừa nhìn thấy nó như thế xong mình phi tới quật cho nó hai phát và nói con còn nhớ hôm thứ hai mẹ bảo con không. Nhân quả đấy là nó hơi phi logic một tí, bởi vì mình hiểu cái tính tỉnh thức trong đầu con nó đâu nhớ được đâu. Mà đôi khi mình quên ấy,
mình quên này, bởi vì là hôm thứ sáu nó cũng nhảy lên bàn một phát, nhưng cái hôm đấy mình quên là mình thứ hai mình dặn nó rồi, chủ nhật nó nhảy lên mình mới nhớ ra, mình mới lại đánh nó một cái nữa, nó bực, ủa sao hôm thứ sáu không bị phạt mà hôm nay bị phạt ta? Rồi nó giận chính mình bởi vì mình đã quên mất lời mẹ dặn, đã được cảnh báo rồi mà mình còn quên, nó giận chính mình luôn đấy cả nhà. Nó là một cái tâm trạng dằn vặt rất khó tả. Nên nhân quả hiện tiền, nhân quả logic ấy, là chúng ta phải gầm lên tiếng gầm của con sư tử, tiếng gầm đầy từ bi. Mình không muốn con bị phạt nên mình nhắc trước con, ai đừng có mà làm như vậy. Thì em thấy người bố có những cái tiếng gầm của con sư tử như vậy, thấy con nhảy ở trên giường, mình biết rằng là nếu nó nhảy một lúc nữa thì khả năng nó cắm đầu xuống đất rất cao. Người bố gầm lên thì sao ạ? Giật mình rồi nó ngồi xuống. Thâm tâm của người bố không muốn người con sợ mình, cũng không phải là thể hiện cái sự tức giận của mình, mà vì sợ nó cắm đầu xuống giường, cắm đầu xuống đất, nên là mình quát lên trước như thế. Thì đấy là tiếng gầm của sư tử. Nó khác với tiếng gầm của sư tử Hà Đông. Tiếng gầm sư tử trong rừng già nó khác với tiếng gầm sư tử trong Hà Đông. Ngoao 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 xong bắt đầu là thấy con bị sai cái là nhảy lên tẩn con thùm thụp. Mình tẩn con không phải vì mình sợ con bị ngã, nó nhảy lên bàn nó ngã, mà mình tẩn con vì con đã không nghe lời mình. Hay hay hay, cả nhà thấy cái sự khác nhau không ạ? Tức là một người mẹ đó mà mẹ nói rằng con không được nhảy lên bàn gãy chân đấy, nên là nếu mà để con gãy chân thì thà để mẹ đập cho con mấy phát vào chân còn hơn. Hay là mình nói con như thế mà một lúc nữa mà nó vẫn dại dột, nó vẫn quên ấy, thì mình lại sao ạ? Thì mình quật cho nó mấy phát luôn, bởi vì thà như vậy còn hơn là để con gãy chân. Thì đấy là tiếng gầm của một con sư tử hống, mình gọi là tiếng gầm của sư tử hống. Còn cái tiếng gầm của sư tử Hà Đông là tại sao mẹ nói cho con không nghe, mẹ nói cho con không nghe, không hiểu à, nói bao nhiêu lần sao không nghe, là mình đánh nó vì nó không nghe lời mình. Thì đấy là sư tử Hà Đông chính hiệu nha. Sư tử Việt Nam. Và tại sao khổ thân cái nơi Hà Đông lại bị gắn với sư tử với cả nhà, có phải là vì nó vần không? Nếu mà anh chị em nào không thích sư tử Hà Đông thì mình gắn mác sư tử Ninh Bình, bởi vì em ngày xưa là sư tử Ninh Bình, em đại diện của sư tử, nó còn kinh hơn cả Hà Đông. Em chưa thấy có một con sư tử nào mà nó kinh như em. Một khi mà em gầm lên cái ghế em cũng không tha nữa cả nhà. Cái ghế nó đứng ở đấy mình không, nó không làm gì mình mà mình cũng đá nó luôn cả nhà. Gầm kinh lên như vậy mà em thương mẹ em đến cái độ mà mẹ em thấy em gầm lên bọn trẻ con như thế mà bà không dám can nữa. Giờ can vào chết. Và mình thấy rằng cái độ ngỗ ngược của mình nó kinh như vậy. Nên sư tử Hà Đông nó chưa ăn thua gì với sư tử Ninh Bình đâu. Chị quên lên nhờ. Đến dê nó phải bỏ lên núi thì biết được. Rồi ok. Thì hy vọng rằng là chị Hạnh sẽ học được cái bài học. Em Hảo sẽ đưa lên đây cái bức ảnh về về cách đặt câu hỏi tư duy sâu sắc. Cả nhà mình chép lại nha. Tự mình chép lại đi. Chị em Hảo mà đưa cái bức ảnh này lên xong cái mình tải về đấy cả nhà. Rồi 3 năm sau quay lại, cái này là cái gì ta? Sao mình lại bê cái này vào? Đứa nào nó gửi cho mình như này? Nha, tự mình chép lại đi thôi. Và sau đó là em mình luyện vụ sư tử hống nha. Tiếng gầm từ bi nó khác lắm đấy. Vua sư tử nó khác. Thực sự với Hảo là đã. lúc đầu tiên học cái cô Thu Ba chia sẻ là giáo dục trong sự hay biết mà chị chẳng hiểu nó là như nào luôn. Không hiểu thế nào là hay biết là như thế nào. Xong rồi đến lúc cái ví dụ mà Hảo nói ấy, ý là cái này các chị cần phải nhắc con trước khi con làm, thậm chí cả nghìn lần. Tí là cô miêu tả đến như thế thì chị mới có thể hiểu được, để chị áp dụng vào cái việc dạy con của chị. Nói chung chị cũng nhận thức chậm, chị phản ứng chậm và chị làm ứng chậm, chỉ có mỗi những cái mà gọi là phản ứng gọi là theo bản năng thì chị nhanh, còn nếu mà để mà tư duy sâu sắc là chị rất là chậm. Thực sự với em là như vậy. Đã. Phản ứng chậm chỉ mỗi mắng con là nhanh thôi, đúng không ạ? Vậy thì mình hiểu là cái đường mà nó đi từ cái hệ hạnh nhân lên cái hệ trước chán ấy mọi người, là nó dài quá. Là nó dài, là do cái người chán rô mọi người ạ. Nó dài con lên nó chậm. Nhà xây 3 tầng nên là đi từ phòng bếp lên đến thư phòng nó lâu. Nên theo em đó là nhà là xây tầng trệt một phòng, từ bếp bước ra khỏi bếp là tới thư phòng luôn, hoặc mở cửa ra vào phòng thiền luôn là được. Chứ đừng mất công xây nhà 4-5 tầng chạy lên trên đấy hụt hơn. Mình nghĩ nên chạy lên tầng 4 mình chán nên là thôi đứng luôn dưới bếp phóng dao cho nhanh. Chị gặp cái gì cũng chậm, mỗi chỉ mắng con là nhanh thôi. Đúng ai thế đấy em ạ. Ai cũng thế hết chị yêu ạ. Cái nhận thức của mình bao giờ mình cũng phản ứng chậm.
vì não mình nó nhảy số chậm, nhưng mà riêng cái bản năng mà mọi người, nó là phản xạ không điều kiện, phản xạ không điều kiện, và nó tính bằng tích tắc. Mà theo Đức Phật nói rằng là sát na, một giây, trong một giây mình có 25 ý nghĩ, thì một giây, trong một giây nó có mấy chục sát na nữa cả nhỉ. Sát na nó còn nhỏ hơn, người ta nói là còn nhanh hơn cả việc một lực sĩ co duỗi cánh tay, là mình biết cái tốc độ phản xạ kinh như thế nào. Tức là một cái vị lực sĩ đấy, họ đang duỗi tay như này mà họ vừa co tay lại thì mình đã chửi con xong rồi. Mọi người hình dung không ạ? Nên là chưa nói xong là đã cãi xong, là mình biết như thế. Rồi, anh chị em nhà mình chép lại đi. Nếu xong rồi thì mọi người gõ vào cho em để em tắt cái xe màn hình. Thì bây giờ là 6 giờ kém 15 rồi. Cả nhà mình phải thoát Zoom thôi. Thì anh chị em nhà mình còn câu hỏi nào nữa thì em xin phép sẽ được vào buổi sau. Tối thứ bảy tuần này thì chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ về về dinh dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ anh chị em nhà mình về cái vấn đề là lười ăn tâm lý và lười ăn sinh lý cho con, để giải quyết vấn đề rất nhiều bố mẹ stress, mất kết nối với con chỉ vì chuyện ăn uống, khổ thân. Nhưng cả nhà kết nối được với cái dạ dày của con thì đường đi lên tim và trí não của con nó bị đứt, chỉ đi đến mỗi dạ dày cho con, nên tình yêu nó đi theo đường dạ dày hết cả nhà. Tình yêu nó không đi theo cái đường vào tim là đường máu huyết, và cái đường đường não là đường hệ thần kinh. Tình yêu nó đi qua dạ dày nên là nó cũng đi theo đường dạ dày. Nó đi từ dạ dày, nó xuống ruột non, nó qua ruột già, rồi nó qua búi trĩ, rồi nó đi ra ngoài hậu môn. Tình yêu của cha mẹ mà đi theo con đường ăn uống là nó như thế đấy cả nhà. Nào, tình yêu là phải đi qua dạ dày nên đi thẳng ra ngoài kia luôn. Nhưng mà còn đi theo đường máu huyết thì nó khác. Nó nuôi dưỡng tế bào trong cơ thể, rồi nó chạy sưởi ấm làm ấm, và bắt đầu là gì ạ? Trí tuệ nảy sinh, tình thương nảy sinh. Thằng này và thằng này là nơi phát nguồn ra gì ạ? Trí tuệ và tình thương. Còn thằng này, cái bụng là nó phát ra tâm tham, không phát ra cái gì hết. Nên cái buổi tối thứ bảy là mọi người, những ai mà đang stress về vấn đề ăn uống là phải tham gia nha. Rồi ok, hy vọng là sẽ được gặp chị em nhà mình trong vòng tối thứ bảy. Xin cảm ơn em, chào cả nhà. Rồi. Dạ em chào mọi người ạ. Em chào cả nhà. Chào mẹ. Chủ đề nóng như cháo luôn đấy cả nhà. Chào cả nhà. Em chào cả nhà. Ê, chào nhanh thế. Chào cả nhà. Em chào cả nhà nhé. Mày vâng nước bây giờ. Tặng nhau bài hát. Đang thử mới có giây thứ bao nhiêu thôi. Đấy, sáng nay cô Hảo không tặng bài hát nhờ. Em đang nghĩ đây mọi người. Hay là mình lại nghe cái bài Bớt Lo Đi Một Ngày đi cả nhà nhỉ. Em dốt về bài hát lắm, mỗi một lần hát không biết là phải hát cái gì, à phải nghe bài gì. Ít nghe nhạc lắm, vì có bài gì nghe một lần là mê miết. Rồi ok, cả nhà mình nghe bài Bớt Lo Đi Một Ngày cho ngày hôm nay mình feel đi. Đấy của bài Bớt Lo Đi Một Ngày. Dạ. Bài này đang bảo nghe bài Đường Về Nhà cô ạ. Hay là mình nghe Đường Thiện Nguyện Là Vào Tim Ta đi cả nhà đi. Đâu đâu đứng đấy cô ạ. Đường Thiện Nguyện đi. Bình An nhà em nó hát cái gì nhỉ? Vui vẻ đi thiện nguyện, hạnh phúc đi thiện nguyện, uống nước đi thiện nguyện, vân vân đi thiện nguyện. Nhiều nhiều quá. Bật bài này để cho các con nó tỉnh ngủ nào. Bọn nhóc nhà em nó không có nhớ lời gốc của bài này luôn. Nhưng mà em sẽ phải nói lại với Minh An là bài này là công trình của chú Đen Vâu. Và chúng ta chỉ đặt lời trên đó thôi. Để tri ân tác giả có cái lời, à, có cái nhạc nó hay. Đợi em chút nha, em đi share chỗ nào. Thiện nguyện đón đại đồng văn thôn đổi thay.